đó cả nhà. Bị văng ra lên lại giùm em với. Ngọc Thanh Lê còn, còn màu trơn. Samsung có nha Nguyễn Ti. Samsung loại nào em nhắn qua cho chị đi, chị lấy cho. Có loại xịn, loại thường, loại tốt đều đủ hết. Rồi mọi người sẽ like cho em Mai nha. Bị văng lên lại giùm em với. Chú thường hả? Ờ. Mấy chục à. Mấy chục nghìn thôi. Đồ xe lớn là đồ gì Vi Cường? Đồ xe lớn hả? Xe lớn có thun. Xe lớn có thun thôi à. Mọi người ơi, xe lai giùm em với. Lụa mà xe lớn hả? 65kg không? Dạ, bộ beo này nè chị. Satin nha, hàng bên em là satin bao xịn luôn. Mấy chị mặc satin mấy chị không ghiền hả? Chứ em ghiền satin quá trời. Lụa bé hết rồi Như Giang ơi. Lâu lâu mới có hàng thiết kế của Lên xịn sò nè. Hôm nay cho em Mai dưới 62kg giùm em vừa nè. Tay dài quần dài beo 95.000 à. Bộ này 101 em dạng 195 à. 101 em dạng 195 nha. Áo có túi nè. Quần có túi cho mình luôn. Vải dày lắm. Satin nhà em là loại là loại thiết kế thôi, chứ không phải là satin may lên. Không phải là satin may lên mà kiểu như mặc một vài nước rồi cái bỏ đâu. Tay ngắn hả chị? Tay ngắn có mẫu khác. Beo này chỉ có tay dài thôi. Tay ngắn Mai có mẫu khác. Beo cổ hai lá. Nhà em satin lúc nào cũng là satin là thiết kế. Satin mà dạng như may lên cho có bán giá rẻ thì em không có nhập hàng đó. Hàng đó nhiều lắm, nhiều người chào lắm cho chị cái bịch. Nhiều người chào lắm em không có nhập. Beo đẹp quá trời. Tay ngắn á chị, tay ngắn lấy bộ Dior đi chị. Tay ngắn lấy bộ Dior đi à chị Thảo ơi. Dior này đẹp nè. Pizza dưới size số 3kg vừa, cái bản lưng của nó to. Con Dior thì em là Dior này cũng đang rất là hot nè. Đó, con Dior nè. Ở dưới chung quần nó viền Dior. Chung quần nó viền Dior. Có Dior tay ngắn này. Mẫu này chỉ có quần dài và tay ngắn, áo tay ngắn là tay dài thôi chứ không có quần đùi, quần lửng. Hàng này là nó chung lô với lại set mà nó là cùng hãng với lại Linh á. Cùng hãng với lại hàng set mà satin đùi, tay cánh dơi á. Nhưng mà con này nha, 62, 63 cái lại vừa cho Mai Dior nha. Dior màu xanh. Đẹp lắm. Lỗ 65kg. Lộ cho lông cái còn nữa. Chị lấy bộ hồng này nè chế. Con đi ba mã hồng nè. Hồng tay ngắn giùm em nè. Hồng, màu hồng cam. Vải siêu dày luôn. Vải dày phong đứng đẹp nha. Màu hồng cam Chanel cho em. Hồng Chanel cho Mai con này. 95.000 cho em mã hồng. Rồi hồng Chanel cho em nè. Chanel hồng. Tay phối viền như thế này ha. Đẹp lắm. 62kg vừa cho em mã hồng. Chanel.
cổ pyjama xịn sò. Chanel hồng. Con này cho em may là màu nha các bạn. Màu cho em là màu hồng sen đi. Hồng sen cho mấy con này nha. Bộ phối xích sắc nè. Rồi sẽ thiết kế nó đẹp lắm mấy chị. Rất là đẹp luôn, vải dày dặn nha. Thiết kế. Xét thiết kế. Nè. Xịn chưa? Hồng sen cho mấy tay dài quần dài. Hồng sen cho em con này. Form này chị nào cao cao là 65kg vừa luôn á. Con này chị nào cao cao 65kg vừa luôn á. Giang trần sen nè. Ê quên mở giá vô rồi. Sen cho giang trần nè. Đó, đẹp lắm. Tay dài, phổ dài dùm ai. Chua nữa chi trần. Hỏi lại coi. Em áo màu xanh, em màu đỏ em có nhớ lộn không á. Chứ màu xanh này chị không thấy đơn của mình. Sen giùm em nha, tay dầu dài phối xuất sắc. Xuất phối bao đẹp với chị. 95 ngàn cho em sen. Sen cho Bảo Bảo nè. Giá nào cao cho mấy 6 là 65kg vừa luôn nha. Cho mấy 6 là 65kg vừa luôn ạ. Con này cho em mai xanh đen. Pyjama satin xịn sò. Ôi ôi, nó đẹp lắm luôn á. Vải nó dày kinh khủng luôn á mọi người. Con này là vải nó dày mặc rất là mát nè. Con to giùm em thoải mái nè. Con này da mai xanh đen 65kg6 ở đầu vừa nha. Trời ơi phong đẹp quá à. Nhà này làm to thì ít chứ. 65kg6 rồi lại vừa giúp em mai con này xanh đen à. Hình con vịt. Dễ thương lắm, túi áo, túi quần. Vải siêu dày. Tay phối nè. Xin đây cho mai con này nha, 95k xanh đen. Đẹp lắm. 65kg6 lại vừa cho mai xanh đen. Trên 1m6 65kg nha. Xanh đen chị mai quần. Ok chị, 95 ngàn thôi cả nhà. Vải đao đẹp luôn. Xanh đen chị mai quần. Xanh đen chị Dục Thúy. Vải nó dày lắm. Con to đẹp. Chốt ngay xanh đen đi mấy chị. Này là cái này là set thiết kế cho nên cái vải rất là dày. Bên này là set thiết kế cho nên cái vải rất là dày. Nó không có bị tư, nó không bị mỏng vải ha. Dạ dùng đâu một hôm trước. Xanh đen vịt em ai còn nha. Con to lắm cả nhà ơi. Nó bằng với phơm cánh dơi á. Nó bằng một cánh dơi luôn á. Một bộ em mà chị mai quần ok chị nè. 95 ngàn quá rẻ luôn. Satin này mà sỉ là khoảng 120-130. Rồi mấy chị bán ở ngoài là dạ có chị. Em thì lúc nào cũng có sỉ nha, đừng nhận sỉ hết. Nhưng mà có điều à, sỉ cọc chút giúp em nha chị yêu ơi. Sỉ cọc chút giúp em. Một bộ này mà chị mai quần nè. Mỗi màu, mỗi bộ em có một màu. Mỗi bộ mai có một màu à, không có nhiều. Tên đây dùm em nha, 65kg vừa. Chơi 65kg vừa dùm em nè. Satin siêu dày luôn. 65kg lại vừa giúp em chị. Con này phong to lắm. Nó to như là bộ cánh dơi vậy đó. Rồi ok, phạm một quý xem là bộ beo đây. Tên đây dùm em con này nha. Vải nó dày dặn cực kỳ xịn sò. Dạ lựa cho like được nha chị Bích Tuyền. Chị Bích Tuyền lựa đi, khách quen. Lựa đi chị. Cọc em sau cũng được. Xanh đen cho Minh Châu Nguyễn nè. Minh Châu Nguyễn xanh đen. Cái mạc này beo giùm em nè. Satin thiết kế nó đẹp lắm. Trùm thủy xanh đen nè. Phương Nguyễn ha. Màu này đẹp ha. Màu này vải dày cực kỳ luôn. Dạ dạ ok chị Bích Tuyền. Ok chị. Rồi tất cả những cái này là đều có túi giùm em. Hàng của Liên thiết kế xịn sò.
Đây nè, set của Linh nè mấy chị nha, hàng của Linh nè, mạc Linh nè. Thanh đen lấy chị thêm 2 bộ, ok chị may quần. Beo nè, beo nè, tay dòng dài giúp em luôn. Cổ có 2 màu sen nè, rất là đẹp nha. Top này cho em may là 62, 63 kế đồ lại thôi. Áo dưới nó viền bèo giùm em, áo dưới viền bèo, tay viền bèo, bèo nhẹ mấy chị nha, bèo nhẹ nè, bèo nhẹ dưới giùm may nha. 62, 63 kế là vừa cho em cái này mã beo. Trời ơi, nó đẹp lắm. Dạ ok chị mới quên thêm một bộ thì mặc, em mặc ok chị nè. Em mặc là hoạt hình nha, chị nào lấy cái bên mà em mặc giùm em nè. 65-66 lại vừa cho em mặc, em mặc cổ phối như thế này. Xin tay dài Mỹ Mỹ ơi, xin tay dài 95.000 giùm em đồng giá nha. Con này 95.000 giùm em đồng giá chị. Mã này cho mai beo, satin loại dày cho nên mặc rất là mát cho mấy chị nhớ. Chị đừng nghĩ là satin nói chung là cái vải này ở ngoài thị trường nó có rất là nhiều loại, nhưng mà nhà em là chỉ nhập một loại của một là Linh, hai là Sam, chứ em không nhập hàng khác đâu. Hàng satin này là mấy chị mặc 3-4 năm một bộ là chuyện bình thường luôn á. Mặc mà giặt mấy giặt thoải mái 3-4 năm là chị một bộ là chuyện bình thường luôn. Vải nó dày lắm, giặt mấy giặt bao sướng luôn, nó không có bị xuống vải. Với là những cái hàng satin mà bây giờ người ta may ra để người ta may bán hàng rẻ nhiều lắm. Thật sự có rất là nhiều chỗ người ta chào hàng em, bộ này người ta bỏ cho em có 65.000 à, 65.000 nha. Em bán với chị là 80.000, nhưng mà cái vải đó mặt thứ nhất là nó bị nóng, thứ hai là mặc 1-2 ngày 2-3 lần thôi là đường chị nó bị tua hết. Tại vì em lúc trước cũng có, em có nhận một lô về rồi em xả rẻ, em xả lỗ, xả lỗ luôn, hàng xấu em xả luôn, bỏ luôn, chào sỉ luôn, chứ em không có bán khách lẻ. Bạn nào bán hàng được rẻ thì được bán được, còn sau này làm chị nhập Linh với lại Sam thôi. Tại vì cái nào mà em thích em nhập là em bán luôn á, em mặc em bán luôn. Con này cho em mai nha. Ở nhà mà cứ gọi là satin là nó khỏe mấy chị. Rất là đẹp nha, tay ngắn trên con này. Dior cho mai nè. Ở dưới chân quần nó viền chữ Dior giùm em nha. Áo tay ngắn con này alpha mà tay ngắn giùm mai. Cái lưng quần là bản quần bản to nè, bản lưng của nó cỡ này luôn á, nó rất là dày. Siêu đẹp luôn mấy chị nha. Rồi, Dior giùm em. 62, 63 cái quay đầu vừa cho em mã Dior. Xanh giùm em cũng được, con này cho em mã xanh cũng được. 95.000 đồng giá giùm mai nha, em còn nhiều mẫu lắm. Dior xanh giùm em tay phối nè. Trời ơi, hoa văn này rất là sang, hoa văn nè mấy chị nha, sang lắm. Bộ này là em có hình luôn á, mẫu mặt rất là đẹp. 95.000 cho em mã xanh. Xanh cho Trường Thủy ok nè. Xanh cho em mai nha, 65 kém mấy 6 trở lên. Còn dưới mét 6 là 62, 63, 62 cái độ lại vừa cho em mai ạ. Xanh giùm em, xanh cho chị Dầu Nguyễn. Dior xanh xịn sò. Xanh cho Nguyễn Ngọc An. Em phải để bộ này lại em mặc, nó đẹp, đẹp giả mang luôn á. Mấy chị để giúp em là cái vải của nó nè. Satin mà mấy chị thấy cái vải của nó mà nó trơn á, nó trơn mấy chị nha, nó trơn, nó láng là vải nó dày, nó đẹp. Xanh cho Mỹ Mỹ 95.000 giùm mai. Phát gân ở đây nè Yến Linh ơi, đang nằm cái bên chị nè. Đó xanh đó. Xanh Dior cho Bích Hạnh nè. 1m6 là 65kg vừa giùm em nha. Con này 1m6 65kg vừa. Ở dưới chân nó hoa văn và nó phối chữ chất Xanh Dior giùm em nè. Chị Mai Quỳnh lấy bộ này đi Mai Quỳnh. Bộ này hot lắm. Bộ rất là hot, bộ này đẹp lắm luôn. Rồi chỗ em có nó mã xanh, em đang mặc nè. Em đang mặc ổ mã hoạt hình giùm em nha. Mai đang mặc giúp em là mã hoạt hình. Coi em đang mặc mã hoạt hình giùm em á chị. Đẹp lắm. Hoạt hình cho Mai nha, vải siêu dày. Tuy nó là satin mà vải rất là mát. Rồi mã này cho em là màu màu hồng sen. Dior cho Phạm Ngọc Quy. Chị gì? Dior Phạm Ngọc Quy có. Chị gì quần giùm em đó chị. Là sao Trúc Phương? Mã này cho em nè. Trời ơi, thiết kế của Linh xịn sò nè mọi người. Nó đẹp giả mang luôn nè. Linh Linh giùm em nha, mặc Linh. Mặc Linh nè mấy chị coi mặc này. Ở ngoài ta bán 140, 150 một bộ này không á. Online á, mấy chị bán online mấy shop khác bán 140, 150 á.
Em Mai có hàng sale xịn sò mấy chị nè. Hồng sen cho em con này nha, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á mọi người ơi, 65kg 1m6 quay đầu vừa cho em nè. 65kg 1m6 lại vừa cho em Mai hồng sen. Quá trời đẹp. 65kg 1m6 lại vừa cho em hồng sen. Hồng sen chị Bích Tuyền. Hồng sen cho Mai đi mấy chị. Đẹp quá, con này đẹp quá. Con này đẹp giả mang luôn á. Hồng sen nha, cho chị Mai Quỳnh 4 bộ nè. Ok chị, 4 bộ hồng sen cho Mai Quỳnh. Đấy không cột, cái gì cột. Dạ, đen hả chị? Hồng sen, Mai Quỳnh có. Chị Mỹ Nhật Mỹ Hương hồng sen. Mỹ Hương hồng sen ok chị. Tay áo nó dài mọi mẫu khác à. Bộ lửng qua gối đi Mai. Hồng sen còn 2 nha. Tra tin thiết kế. Bao đẹp luôn á mọi người ạ. Đẹp lắm. Zig zag nè. Set này ở ngoài bán 230-240 á. Shop bán 230-240. Còn mấy bạn bán online giống em là bán 130-140-150 bộ không mấy chị. Nè. Em may được may mắn có được đúng 200 bộ sale. Được đúng 200 bộ thôi à. Hồng sen giùm em con này. Đánh dơ em chưa có. Đánh dơ em hết sạch rồi. Chưa có lô mới. Khi nào có về em hú nha chị nha. Em cũng đang săn nè. Có là em hút liền. Có là mày hút liền luôn á. Hồng sen cho mấy con này. Cho mấy hồng sen. Cho chị mấy cục đó đi. Có màu đen, cái bên em là gì? Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, màu đen thì nó đẹp. Ui trời ơi. Trời ơi, nó đẹp giả mang luôn á. Hàng của Ly nè mấy chị. Rồi ok luôn Thanh Hà, để kiểm tra lại. Rồi màu này đẹp quá à, mọi người ơi, xuất sắc luôn. 65kg 1m6 cho Mai vừa nè. Ở dưới chân quần nó viền chỗ Christian Dior ha. Xuất sắc. Em phải hốt một bộ này để mặc với chị. Con này đẹp quá à. Sang chảnh cực kỳ luôn á. Đen chị Giang Trần, Trúc Nguyên, 95 đồng giá cho Mai nha. Nhanh nhanh mọi người ơi. Đen cho Nguyễn Ngọc An, quá trời đẹp. Trời ơi, con đen không lấy là lấy cái gì nữa bây giờ. Dạ, 95 ngàn hả chị Phương Ngô. 95 ngàn cho em Mai thôi, Nguyễn Trang 507 đen nè. Đẹp quá à. Đen cho Quỳnh Trâm nè. À, Dầu Nguyễn. Dầu Nguyễn có đen rồi nha chị nha. Đen, chị Hương ơi, lấy đen đi chị Hương. Dầu Nguyễn đen nè, Hương ơi, lấy đen đi chị Hương ơi, đẹp, đẹp lắm. Mai Quỳnh nữa. Đâu rồi? Dầu Nguyễn có nè, Quỳnh Trâm có, Nguyễn Trang có, Bảo Bảo có nè. Đen Mai Quỳnh 3 bộ ok chị. Rồi em hết luôn nha. 3 bộ đen chị Mai Quỳnh là hết nè. Chỗ này đẹp quá, tính để dành lại bộ mầm. Dầu Nguyễn có. Mỹ Hương ok chị. Hết rồi Bích Tuyền ơi. Hết rồi. Còn cục đen là cục đen. Nó viên đen hết, hết cho mọi người. Nguyễn Khánh Ngân hả? Hết rồi Ngân ơi. Con này cũng đẹp nè. Con này nó cũng tự như là cái màu đen đó. Đen đẹp ghê ha. Em tính là bộ em mặc là thôi để em bán cho chị hết luôn. Mỹ Hương Châu 2. Ừ. 2 cái. Dạ hết rồi Bích Tuyền. Mỹ Hương Châu 1. Cái này 3. Còn 3. Rồi. Form này cái lưng quần bản lưng nó to nè mấy chị đẹp nha. Bản lưng nó to. Cũng là Dior luôn. Con này cho em là xanh đen. Xanh đen tay ngắn. Ui mẹ ơi, xanh đen tay ngắn nha. Con này cho em là xanh đen tay ngắn. Xanh đen tay ngắn dùm Mai. Xanh đen tay ngắn chích trên Dior luôn nha mấy chị. Nè. Có Dior dùm Mai nè. Chữ nhí Dior nè. Cũng là xịn sò nha. Rồi tay ngắn dùm em 65kg 1m6 quay đầu vừa giúp Mai. Hoặc quy hết đen rồi. Châm xanh đen ok châm nè.
chấm xanh đen ok nè, xanh đen cho Giang Trần nè, 95.000 dùm em xanh đen. À, dầu Nguyễn xanh đen, không có đen chút xanh đen nha mọi người. Xanh đen tay ngắn dùm Mai, 65.6 lại vừa dùm Mai. À, xanh đen dùm Mai. Đây là cái phân quần này nó rất là to, cực kỳ đẹp nha. Xanh đen cho Quỳnh Trâm, Quỳnh Phạm. Cô đẹp quá vậy. Quỳnh Trâm, Quỳnh Phạm, hàng của Linh, thiết kế xịn sò dùm Mai. Xanh đen hai bộ chị Mai Quỳnh. Chốt em đây là xanh đen tay ngắn nha mấy chị. Vải satin này là giặt máy giặt thoải mái, cứ mặc xong dầu nhục máy giặt dùm em là nó không có bị xuống vải đâu. Tại vì hàng nhà này là em bán cũng 2 năm, 3 năm mấy rồi, 2 năm mấy rồi đó. Mà hồi em nhớ hồi đầu, hồi xưa em mua mấy bộ của nó, em lấy em mặc á, mà tới bây giờ vẫn còn mặc luôn. Các bạn nó đẹp lắm, tới bây giờ vẫn còn mặc luôn á. Nhưng mà hàng thiết kế, hàng xịn nó có khác. Còn mấy bộ mà mấy chục ngàn á, mua về mặc được có nước hay nước à, là bị tét vải, tét chỉ hết trơn à. Bích Kiều gì, hai bộ đen kìa chị. Đen nãy có không chị? Phạm Ngọc Quý không có đen. Đúng rồi Quỳnh Phạm, đúng rồi Ngọc Ngốc. Bích Kiều gì, hai bộ đen hả? Hết đen rồi mọi người ơi. Con này cho Mai xanh đen giùm em nha. Tay cánh dơi chưa có, cánh dơi hết hết hàng. Hiện tại là tạm hết. Xanh đen giùm ai con đó. Bi đi. Bi nè, Bi là cho mấy chị ghiền luôn. Tim đen chứ lộn, tim đen giùm em. Hello chị Ngày Mai. Trời ơi, tim đen cho Mai con này nha. Có mấy mã tim. Ôi, cái quần của nó nè. Đít này mà người gọi là 80kg vô cũng vừa nữa. Tim giùm em nha. Bích Tuyền đó chị đó hết rồi, hết đen rồi. Rồi tim giùm em, tim. Tim này là 62, 63 kế lại vừa giúp Mai. Tim này giữa 62, 63 kế vừa cho em mã tim. Đẹp lắm, satin dày dặn, xịn. Tim, tim với chị Bích Tuyền nè. Tim chị Mai Quỳnh Ba, tim với Giang Trần. Bích Tuyền, Giang Trần, chị Mai Quỳnh Ba. Chỗ em cái này tim. Sau 2, sau 3 cái lại vừa cho em mã tim. Satin xịn sò, vải bao đẹp. Tay dài quần dài dùm em nha, chút nó dày lắm, dày kinh khủng luôn á. 95.000 thôi cả nhà nha. Lâu lâu mới về được đó, satin xịn đó mấy chị, thiết kế nè. Rồi cho em đã tim dùm em tim, 95.000 tim. Sale rẻ quá rồi. Chốt tim dùm em con này. Còn có mấy mẫu hết rồi. Tim dùm ai. Thêm mẫu tim cho Bích Tuyền. Trong nó rất hoài. Trời ơi, biết nói gì bây giờ. Tim bao nhiêu Nguyễn Lan. Biết nói gì với con này bây giờ. Chế nào đội beo về đây bên em. Chế nào ghiền beo là về đây bên em. Về đây bên em nha mọi người. Rồi con mèo beo kìa, nó phối màu nó cũng đẹp nữa. Thiệt, phối màu nó cũng xịn đó mấy chị ơi. 65kg 1m6 quay đầu vừa cho em Mai, xuất sắc luôn nha. Tay viền bèo nè, tay viền bèo em 65kg 1m6 rồi lại vừa, xuất sắc luôn. 95.000. Tim cho Trúc Nguyên. Trúc Nguyên có tim. Bèo, bèo chị Bích Tuyền. Nhanh tay còn chậm tay hết nha cả nhà. Cái cổ của nó phối cũng đẹp nữa. Cổ nè, cổ là dạng cổ phối tim nè, viền bèo nè. Trời ơi, đẹp quá à. Bèo với Nguyễn Kiều nè. 95.000 không tin luôn á mọi người ơi. Bèo chị Nguyễn Kiều, bèo chị Dầu Nguyễn, quá trời đẹp, quá trời đẹp con này. Bèo cho Phúc Phương, bèo cho Phạm Ngọc Quy.
Beo này mà không lấy thì lấy beo nào nữa bây giờ. Con bà beo này nó duyên lắm, nó phối vừa màu nâu và màu cam cam với chị nha. Đẹp giả man luôn á, trời ơi. Beo giùm em, Ngọc Anh chưa đi. Ngọc Anh chưa đi nha cưng ơi. Đẹp quá cả nhà ơi. Beo đi cả nhà. Beo hàng này không đẹp không lấy tiền luôn. Ok Ngọc Anh nè. Con này không đẹp không lấy tiền luôn mấy chị. Nó sang mà nó xịn mà nó mịn dễ sợ luôn á. 95 ngàn cho Mai nha. 95 ngàn cho Mai con beo này. Đẹp quá à. Trời ơi, Mai phải mặc. Beo cho Huy có. Phúc Phương, Phúc Phương nhân viên bên Mai gọi cho mình chưa? Gọi gọi đi, gọi chưa đi nha nàng ơi. Đẹp quá à. Em là em chúa mà là ghiền satin luôn á. Quần là bao thoải mái giùm Mai mấy chị nha. Mai là chú ghiền satin luôn. Ở nhà cứ đề nhà là đè satin đó mặc. Tại vì nó mát, thấm hút mồ hôi. Mát mà sang mà đẹp nữa. Muốn đi đâu á, xách xe ra ngoài chạy dèo mua đồ cái, khỏi cần phải thay đồ. Lĩnh kỉnh. Đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá. Trời ơi con beo kìa. Beo phải một quý có. Mông chấm mốt hả? Mông chấm mốt hả? Rồi để chị lấy cái dây gì đó coi. Mông chấm mốt. Em ơi trong cái đó có cái sợi dây màu xanh nó sợi dây đo. Thấy không? Trong cái đó là trong cái rổ giấy. Sợi dây đo, dây đo. Rồi đây. Mong 1.1 hả? Ui là tôi có dây đeo với bà, đo với bà luôn. Yên tâm luôn ha. Nè. Con này cho Mai nè. Mong 1.1. Có hệ. Rồi cái này là vô tư nha. Con này là vô tư nha nàng ơi. Con này là mong 1.2 vừa luôn á. Nè. Con này là mong 1.2 vừa luôn đó nàng. Đấy, nó không đẹp không to lắm, hàng thiết kế mà. Mong này mong 1.2 vừa luôn á, hàng thiết kế. Bao đẹp nha. Nè, cái bộ hoạt hình này nè. Quá trời, quá đất. Beo giùm em nha mọi người. Mã này cho Mai tim đỏ. Sao chốt có tay ngắn nhiều lắm mà ta. Bây giờ về tay dài nhiều à. Tim đỏ giùm em con này. Hoặc hình đang mặc cho Bích Tuyền. Ok chị. Beo cho Diễm Ly. Hoặc hình đang mặc cho Bích Tuyền nè. Chị đo bộ xanh cái bên chị á. Rồi bộ này hả? Bộ này là bao bất chấp luôn. Của ai chưa có? Hoặc hình đang mặc cho Bích Tuyền nè. Có sao nó không được ta? Có điện không? Máy nó có điện không? Coi chừng cái gì ở cổ nó sụp sịt đó. Đầu cắm của cái máy in đó là đầu nào ta? Không, cái đó là buộc chặt rồi. Hoặc hình Bích Tuyền là bộ này. Beo Diễm Ly ok. Tim đỏ Bích Tuyền ok chị. Đen. Trang Ngọc ấy đây nào chị ơi. Beo đang mặc cho Trang Ngọc ok chị nè. Trang Ngọc beo đang mặc nè.
bao giùm Mai nha. 65 kg mấy 6, với mấy 6 là 62, 60 62 kg vừa. Con này cho em mà tim đỏ. Tim đỏ giùm Mai nè mấy chị. Quần ở dưới nó bèo nha. Ở dưới chân quần nó bèo nè. Con này dưới chân quần nó bèo. Mấy chị nào ngực to hay là tay bông to gì đó cứ báo em đo cho mấy chị nha. Em đo cho mọi người. Rồi con này cho em nha, bèo. Bèo giùm Mai chất satin nha, vải dày đẹp cực kỳ luôn. Tim đỏ. Ồ, tim đỏ này nó không có gài nút nha. Con này nhỏ mọi người ơi. Con này tim đỏ nó không có gài nút. Chồng cổ nha. Con này chồng cổ giùm em. Chồng cổ giùm Mai nè, dưới 58 kg giùm em vừa. Tim không nhỏ. Tim nhưng mà ba bộ chị Mai quần. Tim không nhỏ nha mọi người. Tim này dưới 57 kg. Dưới 57 kg giùm em thôi ạ. Chị đo. Dạ ok chị Mai Quỳnh. Chị hả, shipper không chịu trừ ạ. Ok gái. Bộ xanh này hả? Xanh này ha. Xanh này ha, rồi ok. Đây đâu rồi. Xanh này. Bây giờ nó cầm được đâu ta. Mai Quỳnh hai bộ em. Bỏ lại bộ. Con này cho Mai ha. Mông này là hơn 116 được nè. 116 nha. Con này 116. Cái mông này 116. Bao đẹp luôn. Con này 116, mông nó 116 á. Tay ngắn. Rồi chứ nào lấy cùng mấy bạn tim đỏ giùm em. Tim đỏ cho mấy con này. Ui chạy viền bèo. Trên 40 kg và dưới 56-57 kg vừa. Dưới 57 kg vừa giùm em nè. Xếp kiểu nha, nó làm kiểu trồng đầu. Không có gài nút. Rồi tay của nó đây. Tay nó cũng bèo giùm em mấy chị nha. Tim đỏ giùm em, tim đỏ giùm em con này. Tim đỏ LV đây nè. LV đây. LV chấm bi cam. Dạ 95.000 chị Vân Lương ơi. LV chỗ cái màu này nó đẹp. Màu cam nhạt giùm Mai với chị nha. Màu cam nhạt giùm Mai nè, dưới chân nó viền chữ LV nè. Sáng này mặc đây là bao sang luôn. Sang cực kỳ luôn với chị đẹp nha. 65 kg mấy 6 quay đầu vừa giúp em. Không to. 65 kg mấy 6 lại vừa cho em mã LV. Quá trời. Tim với chị Vân Lê. Vân Lê có tim. LV cho Giang Trần, Trang Ngọc. Giang Trần, Trang Ngọc nè. Quá trời đẹp nha. LV giùm Mai mấy chị đẹp ơi. 95.000, Quỳnh Trâm 3 bộ cho Bích Tuyền. Quỳnh Trâm, chị Bích Tuyền 3 bộ. Chốt nhanh mọi người ơi. LV sang chảnh. 65 kg mấy 6 đầu vừa giúp Mai. Đó, nó phối nè. Thiết kế nhìn vô cái biết liền à. Thiết kế là nó phải phối điệu nghệ như thế này. Còn những cái sách thường đó, nó may lên kiểu trơn mấy chị, nó không có gì nhiều đâu. LV cho Hiền Huỳnh, ok chị. Hiền Huỳnh. Ờ, chị Mai Huỳnh. Mai Huỳnh 3 là hết nè. Hết LV nha. Hết LV cả nhà, hết LV. Có bộ nào nhỏ nó không em. Lấy bèo em mặc đi chị. LV mới hết rồi. À có bộ nhỏ tay ngắn này nè. Nhỏ tay ngắn này cho em mã hồng. Hồng hồng Chanel giùm em. 95.000 nha. Vải siêu đẹp, giảm giặt thoải mái, không nhăn. Không nhăn, không rúng vải nè. Con này là 60-62 kg mấy 6 quay đầu vừa với Mai. Con này cho em mã hồng. Một hồng là kiểu hồng cam luôn á. Tay ngắn Chanel nè. Đẹp lắm. 62 cái lại vừa cho Mai nè, free size nha. Hồng. Có đồ khoảng 35 xuất không, Bích Tuyền? Không có, Phạm Ngọc Quyên. Ok, Trúc Phương nè. Trúc Phương bộ xanh Dior. Xanh Dior còn. Bên em còn xanh Dior. Hết nè. Xanh Dior bên em còn. Rồi xanh Dior Trúc Phương nè. Hồng cho Mai nha. Đẹp quá à, thiệt á.
hồng cho chị Bích Tuyền nè. Để mai còn đủ không nữa. Cái đó của chú Phương. Rồi màu hồng, Bích Tuyền anh chưa ta? Tuyền á, Tuyền hồng chưa. Có rồi nè. Áo khoác bán cho chị Mai rồi, đang bán cho Thúy Nguyễn ơi. Thì Huỳnh Hồng đeo cái gì vừa đó Thúy Nguyễn ơi. Cho đeo hồng 3 bộ chị Mai quần. À, hồng chị vừa lấy chị Trang Ngọc, à, hồi nãy Trang Ngọc comment cái gì ta. Trang Ngọc, Trang Ngọc comment gì ta. 61kg. Ngực 98 ha. Rồi để em đo ngực cho chị nè. Ngực 98. Khóa này nằm cái bên em nè mọi người. Đợi mang xíu. Ok ok, chúc mừng bên khác. 98. Ngực đây. À, áo này là ngực 102 nha. Con này chai may nè, cái chủ ngực là 102, thoải mái luôn. Ngực của nó là 102, thoải mái với chị nha. 98 là vừa ôm vừa người. 98 là tới đây nha. Vừa vừa thoải mái. Đúng rồi chị, nó phối chị ơi. Con này beo nó phối, nó phối nha. Nè, sọc màu lợt nè, sọc màu đậm nè. Nó phối với chị. Hồng với chai ngọc vừa nè. Chai ngọc hồng. Em có một bộ hồng. Chị lấy hồng đúng không ạ? Đây nó phối màu quá chị. Áo thể thao còn hôm mai. Thể thao thể thao ngày mai có một mới. Áo thể thao ngày mai có một mới nha. Rồi Trang Ngọc hồng. Hồng Trang Ngọc 198. Em đau quá, em thử bao nhiêu. Tâm hài. Bé xíu xíu. Con này cho Mai Dior nè. Đi có bộ gấu này nãy giờ chưa lên nè. Gấu này mới có 2 bộ à. Trời ơi. Trời ơi má ơi. Con gấu này có 2 bộ à mấy chị ơi. Trời ơi. Con gấu này có 2 bộ nha. Gấu mà gấu sọc của Burberry nè. 62kg lại vừa giúp em. 62kg bắt đầu vừa giúp em Mai. Gấu dễ thương quá à. Có 2 bộ à. Gấu giùm Mai nha. Gấu có 2 bộ thôi. Gấu em Mai là ngực tầm 98. 98 vừa, ngực 98, ngực dưới 98. Ngực dưới 98 gấu. Gấu chị Bích Tuyền nè, gấu cho Mai Quỳnh nè. Một bộ Bích Tuyền, một Mai Quỳnh. Rồi gấu em hết. Gấu 2 bộ rồi cả nhà. Ba có Mai hết nha. Mã này cho Mai. Cái vải satin nó dày kinh khủng luôn á. Màu tím thì o nè. Con này cho em màu tím đỏ đỏ. Màu này là bảo đảm là không đụng hàng luôn. Quả nó đẹp cực kỳ. Tay dầu dài giùm em. Ôi ôi, nguyên bộ Tristan Dior. Quá trời xuất sắc phong này nha. Con này cho Mai quá trời xuất sắc luôn nè mấy chị nha. Dior thì giúp Mai dưới 62kg nha. Phong này dưới 62kg vừa. Phong này dưới 62kg vừa giùm em. Ngực 102. Ngực 102 thoải mái. Ngực 102 thoải mái giùm em con này. Ủa bộ LV còn hả? Ai cha. Bộ LV em còn nè cả nhà. LV nãy giờ em chưa có chốt cho ai ạ. LV nè, LV em còn nha.
Bộ Ivy này chắc nào chốt lại cho Mai với 95.000. 95.000 chất satin không đẹp không lấy tiền luôn á mấy chị. Nè. Ivy giùm em nha, chốt lại giùm em nè, hồi nãy Nguyễn Lan, Trúc Nguyễn chưa chốt nè. Đan Bạch nè, Diễm Hương Nguyễn, Ngọc Anh nè, có chốt lại không ạ? À? Ivy bé Tư Nguyễn có nè. Ivy Nguyễn Trang có, Nguyễn Trang 507. Trúc Nguyên. Diễm Hương Nguyên nè. LV, người ta đi lấy LV 65.6 ở đầu vừa. Quả nó đẹp lắm luôn á. 65.6 lại vừa giúp em nha LV. LV không lấy hả? Không vừa hả? Đây là chỉ coi ngực coi. Con ngực này ngực này dưới 98. Con này ngực dưới 98. À dưới 100 nha. Con này cho mai là ngực dưới 100. Ngực dưới 100 dùm em Nguyễn Kiều LV nè. Chị Mai Huỳnh LV Hồng 2 nè. Hàng lên dùm Mai nha. Quá trời xuất sắc luôn á mấy chị. Quá đẹp luôn nè. LV LV chị Bông Môn Nguyễn. Không lẽ nào chứ nó không lấy em lấy nha. Nó đẹp quá à, thiệt á. Chịu không nổi luôn á. Size nhỏ không em. Mấy form này là mấy form này là trên 45-47kg rồi chứ. Em về cho Huỳnh Như. Rồi hát đi o tím cho Mai đi mấy chị. Tím này em chốt cho ai ta? Tím hai với chị Mai Quỳnh nè. Đi o chị Trang Ngọc. Ai lấy tím đúng không ạ? Con này tím giùm em tím. 95.000 mon heo ơi, 95.000 thôi chất satin nha. Hàng thiết kế xịn sò. Mã này cho Mai tím nè. Tím cho Mai dưới 62kg cho Mai vừa. Tím cho Mai dưới 62 vừa nha. Con này như là ngực trên một chai dưới 100 á. Nè. Dưới 62kg vừa đúng rồi. Ngực dưới 100, dưới 102. Ngực này là dưới 102 giùm Mai nha, dưới 102 ngực. Ngực này là dưới 102, thoải mái. Dior, Dior. Bự rộng xíu nhìn xem mấy chị. Đúng rồi. Đây là mặc thoải mái. Là mình mặc ở nhà mà chứ mình ôm nó cũng đâu đẹp đâu. Nói chung vừa người. Form này thiết kế này nó may theo chuẩn chuẩn form luôn á, vừa người. Hàng thiết kế nó có khác. Rồi còn những cái hàng mà em nói thật luôn, còn những cái hàng mà may lên may lên cái vải mỏng á mà giá tiền nó rẻ thì có khi á là nó không đều form, không đều khuôn. Thứ nhất, thứ hai á là rất áp ẩu. Rất là ẩu. Ráp một cái không đều. Chị Bông Bông Nguyễn. Chị Như Ký mua mất tiêu rồi. Chốt em cái mã tím. Thỏ hồng này chưa lên không ta? Thỏ giùm em. Thỏ cho Mai nào, cũng có túi nè. Ở dưới chân quần là nó viền màu hồng. Con này da mau thỏ tay ngắn. Ôi phơm cánh dơi nè mấy chị. Chị Bun Bun ơi lấy cái này đi. 65kg là bao thoải mái luôn. Trời ơi tay quần dài phơm cánh dơi nè. Có duy nhất bộ thỏ hồng này thôi. Quần dài tay phơm cánh dơi nha. 65-66kg loại vừa giúp Mai nè. Con này da mau thỏ hồng. Hốt nhanh mấy chị. Này là ngực là bao luôn. 65-66kg vừa. Tay phơm cánh dơi mà em có 95.000 à. Hàng này chưa có sale đâu, nhưng mà em tin là mai mốt là sẽ có hàng sale cánh dơi này. Hiện tại bây giờ chưa có nhiều, nhưng mai mốt sẽ có rất là nhiều tại vì nó chưa có sale cho mình. Ha. Ok chị Bu Minh Nguyễn nè. Hồng cho em Mai hồng thỏ, không cánh dơi. Bởi vì nãy giờ nghi nghi lắm. Em nghi nghi lắm. Cánh dơi hồng thỏ nè. À cảm ơn cho ai kèm số điện thoại chị ơi, Bích Tuyền nè. Quá trời xuất sắc luôn á. Thỏ cho Nguyễn Ti nè. Thỏ chị Trang Ngọc. Thỏ hồng cho em, cánh dơi thì mình cũng được. Hôm này là bao thoải mái nha.
Chị nào mua một con dơi đùa bên em biết rồi đó. Chốt nó đã lắm. Con này bao đẹp luôn. Chị bán quần lấy thử bộ này đi chị. Cánh dơi đang rất là hot. Nó chưa có hàng sale. Bây giờ em có một mẫu thôi à. Chị lấy thử một bộ, hai bộ về bán thử coi. Được mai mốt hả hút. Chốt cho nó sướng tay. Con này mặc đã lắm. Cánh dơi giùm em. Hồng thỏ. Hồng thỏ nó cũng xinh nữa nè. Cánh dơi giùm ai nha, 65kg vừa. Chốt mấy con này mà hồng thỏ giùm em, hồng thỏ. Dạ ok chị Bún Nguyễn. Hồng thỏ giùm mấy con này. Con cánh dơi 45 độ lên 65 cái quay đầu vừa. Rất là đẹp nha. Hoa cỏ mây. Dạ em ở quận Tân Sài Gòn chị. Ship tỉnh là 30. Ship nội thành là Sài Gòn là 20 ạ. Rồi lẻ mẫu. Trời ơi. Đây là phom chồng đầu dùm em, chị Hồ Chí Minh dạ. Con này phom chồng đầu nó giống như là cái tim đỏ. Nhưng mà cái này là phom nhỏ nha. Con này phom nhỏ nè, nào nhỏ nè. Rồi ở dưới chân quần viền bèo dùm mai mấy chị lên mang con này mã beo vàng. Phom nhỏ dùm em nha mấy chị ơi, phom nhỏ dùm mai nha. Nhắc trước nha. Nè. Con này cho mã beo vàng dùm mai nè. Đây nó viền le xinh lắm, beo vàng dùm mai. Beo vàng này dưới 57kg. Dưới 57kg vừa cho mai mã beo vàng. Beo vàng dưới 57kg vừa, satin xịn sò. Vải cực đẹp nha. Form này là ngực. Ngực dưới 100 giùm em, ngực con này ngực dưới 100. Ngực dưới 100, 57kg lại vừa. Ngực dưới 100 giùm em nha, beo vàng. Dưới 57kg vừa cho em 95k. 95k con này nhà máy beo vàng nhà máy nhé. Beo vàng 95. Beo vàng giùm em. Con này cho em mã bi. Bi tay dài viền ren nè. Con này da mã bi giùm em nha. Cổ là túi viền ren. Tay viền ren nè, bi em có một bộ duy nhất à. Ở dưới chân quần nó viền ren như thế này luôn nha mấy chị. Nè. Cả nhà mình ơi. Ở dưới chân quần nó viền ren thế này giùm mai luôn nha. Mã này cho mã bi giùm mai, dưới 62kg giùm mai vừa, phông to, chất đẹp, satin xịn sò. Phông này 62 63 cái lại vừa cho em mã bi nè. Phông to nha. Phông to giùm mai, trên 48 và dưới 62 63kg vừa. Bi giùm em con này bi. Trên 48 và dưới 62, 63kg vừa cho em mã bi. Viền ren nha, rất là xịn. Bi cho Diệp Ly. Mã này cũng có một bộ luôn. Cổ gầy nút. Mã này cho mai chữ nâu, cho mai chữ nâu. Có đúng một bộ chữ nâu. Chữ nâu thì o. Form này giùm mai nha, trên 40kg và dưới 60kg vừa. 40kg đến 60kg vừa cho em mã chữ nâu nè. Rồi cổ viền màu xanh, gài nút giùm mai. Cổ nút gài. Đó, chữ nâu. Chữ nâu nha, trên 40 và dưới 60kg vừa mai 95.000. Satin bao xịn luôn mấy chị ơi. Chữ nâu giùm em. Dior chữ nâu chị Vinh Hồng Nguyễn. Ok chị yêu. Dior chữ nâu Vinh Hồng Nguyễn. Hết à? Bao nó còn? Bao còn? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Dồn đâu lành Nguyễn ok chị. Chị nào em hát hoa cỏ mây ơi. Lẻ mẫu nha, nhưng mà rất là đẹp. Lẻ mẫu thôi, nhưng mà rất là đẹp nè.
mỗi bộ là mỗi vẻ luôn quá trời. Lẻ mẫu nha, nhưng mà rất là đẹp chị Mai. Con này dây mã xám, tay ngắn, 65,6 kg lại vừa giúp em. 65,6 kg qua đầu vừa. Ồ, cái này có quần màu đen nha. Con này có quần màu đen. Xám cho em Mai. Xám cho em Mai, 65,6 kg qua đầu vừa cho em mã xám. Túi trước nè, có bộ à. Xám cho Mai con này 95k xám. 65,6 kg qua đầu vừa cho Mai xám. Beo xám cho mấy con này, beo xám. Quần đen phối nha mấy chị. Chốt Mai beo xám. Beo xám cho Mai. 68 kg mấy 65 được không? Ngực bao nhiêu rồi nè? Dòng ngực của mình bao nhiêu á? Cái này quan trọng là ngực thôi. Một bình em hồng, một cái lai uống tới hai chai trà sữa. Chắc ít cái lên ký lắm. Con này cho Mai nha. Xếp phối cho Mai nè mấy chị. Sao này nó phối cái kỳ kỳ. Form cánh dơi giùm em ạ. À. Cánh dơi form. Vải này vải satin đó chị. À sợ chụp mông hả? Chị mông em bao nhiêu? Form này cánh dơi giùm Mai nè. Cánh dơi thì Mai 65 kg bắt đầu vừa cho Mai mã hồng. Hồng cánh dơi, em sợ trực mông. Cho bộ đồ quần bộ hồng dưới chân chị á. Hồng nào? Này hả? Hồng sen này hả? Con này cho em là mã hồng. Hồng thỏ mấy chị nha. Tay phong cánh dơi giùm em nè. Xếp tay phong cánh dơi cho em mã hồng thỏ. Hồng thỏ cho mấy con này, hồng thỏ. Chốt em hồng thỏ. Mã này cho Mai hồng sen. Chất satin hàng thiết kế dày dặn nha. Hồng sen cho Mai quần màu đen. Ở dưới chân là nó phối bèo. Bèo bèo giống cái áo nè. Ở dưới chân phối bèo giống cái áo nha. Hồng thỏ bích tuyền. Rồi mã này cho em hồng sen 40kg tới 57-58kg vậy vừa. Phong này trên 40kg và dưới 57-58kg vừa xếp phối. Đây, xếp phối tay ngắn nè. Áo bèo quần màu đen. Chạy viền bèo ở dưới nha. Đó. Rồi, chốt em mã hồng sen. Dưới 58kg vừa. Con này là ngực. Ngực. Mấy cái quần này em may phong to lắm, cho nên mọi người yên tâm. Quần thoải mái. Ngực này chứ Mai là dưới 96 nha. Ngực là dưới 96. Ngực là dưới 96. Hồng sen chị may quần. Mông là bao thoải mái luôn á. Mông này là 100, 101 nè. Mông này 101, 112 luôn á. Áo bình hồng sen. Cái này dễ thương quá nè. Xếp phối giùm em nha cả nhà. Xếp phối giùm em con này. Quần áo nó phối với chung với viền bèo. Ok bé, nhắn qua cho chị địa chỉ lại nha bé. Coi giùm em. Cổ bèo trên 40kg và dưới 57kg vừa. Mã này cho em mã nâu. Trên 40 và dưới 57kg vừa nâu giùm em nè. Nâu cho mấy con này nha, tay ngắn, tay dầu dài. 40 độ lên nha, 57kg đầu vừa cho em mã vàng, à mã nâu. Nâu giùm ai nâu. Còn khoác nha. Nâu chị Mai quần. Con này cho Mai là mã sọc vàng. Sọc vàng tay ngắn. Sọc vàng giùm em nè. Sọc vàng này 65,6 kg qua đầu vừa. 95 đồng giá Tô Hằng ơi. Sọc vàng này giùm Mai nha, sọc vàng ngựa nè. 65,6 kg rồi lại vừa giúp Mai. Con này cho Mai sọc vàng sắp phối. Áo kiểu như vậy nè. Sọc vàng giùm Mai nha. Con bộ 1 à.
tập vàng áo nó phối cho quần nè. Mông 106 chị Mai ơi, mông 106 là bao thoải mái nha cưng ơi. Đây, những cái bộ này đa số là mông của nó là trên 101, 112 trở lên không à. Sọc vàng chị Hoa cỏ may. Đây nè, mông này là đó, con này là 101 nè, mông này 101 thoải mái. Hoa cỏ may, sọc vàng. Rồi, Chanel đen, chờ đây đen giùm em, chữ Chanel quá chị nha. Hoa logo Chanel, chữ Chanel trên quần nè. Chanel 65,6 ở đầu vừa. Ô Chanel này to lắm, Chanel này chị nào 70kg vừa luôn á. Chanel này chị nào 70kg vừa luôn nha mọi người nha. Phong này rất là to, nó dán như cánh dơi vậy đó, nó dán như cánh dơi vậy đó, rất là đẹp nè. Có bộ một à, chờ đây cho Giang Trần nè. Ok Giang, Giang Trần có hết kia. Mã này cho Mai nè, 65kg lại vừa giúp Mai nha. Con này cho Mai mã nâu. Phát có, phát có. Nha đi, phát có. 65kg quay đầu vừa giúp em. Mã này cho em mã nâu, màu màu nâu đồng, cái dài quần dài nâu đồng giùm em con này. Chỗ em con này bạn nâu đồng, họa tiết họa tiết cây dừa rồi chứ, dễ thương ha. 65kg lại vừa chứ Mai, không to, không to nha cả nhà nha. 65kg quay đầu vừa giúp em nè, rồi mới lên phát liền á. Chỗ em con này bạn nâu. Con này cho Mai là sọc xám. Sao mày dính lem màu vậy chứ? Mai xíu nha cả nhà. Rồi xếp xong đi giùm Mai với chị đẹp. Quần chạy viền bèo giùm Mai ở dưới nha, xu xu về luôn. Ghê vậy. Đi dữ ha. Con này giùm Mai xanh, xanh giùm Mai mấy chị nha. Form này là dưới 60kg giùm em vừa. Xanh giùm Mai con này dưới 60kg giùm em vừa nè. Hoa văn xanh 60kg lại vừa cho em Mai. Bao xịn sò nha. Xanh giùm Mai. Đi bùa bữa nay không có đồ mặc à? Đấy đồ của em mặc đó. Rồi chốt xanh giùm Mai con này. Xanh cho Mai nha, dưới 60kg/6 vừa. Xanh cho bé Tư Nguyễn nè. Xanh cho Mai xanh. Xanh dưới chân quần nó viền bèo nữa mấy chị. Họa tiết nó rất là lạ mắt nha. Con này nè, họa tiết rất là lạ mắt luôn á. Nè, họa tiết nó đẹp lắm. 95.000 cho em mã xanh. Xanh giùm Mai, còn mã này nó còn bộ hồng kia. Tôi chị bộ hồng như phong cánh dơi á. À, những phong này không cánh dơi nè ở nhà. À chị Sơn đó hả? Kêu số này thử luôn đi. Kêu số này thử luôn đi. Ờ đúng rồi nè. Trời ơi xinh lắm luôn. Phong cánh dơi cho em nha. 65kg đầu vừa nè. Bao to, bao to luôn nha mấy chị ơi. Trời ơi xuất sắc nha. Xanh cho Mai con, à màu hồng cho Mai con này. Cánh dơi đẹp lắm mấy chị. Cánh dơi mặc lên nó thoải mái, tay ngắn nha, ngực vừa, cánh dơi lắm luôn, cánh dơi xinh quá à. Hồng Mai Quỳnh lấy mấy bộ đi chị.
Hôm nay mặc đẹp lắm, hôm nay em về bán bao nhiêu là cháy hết bao nhiêu. Về có bao nhiêu là cháy hàng bao nhiêu, khách quay lại hỏi quá trời luôn. Tại vì nó dễ mặc lắm, rất là sang nè. Tông cánh dơi chai mai nè, đẹp ha, có hai túi trước nè, hồng hồng hình con thỏ, hồng sen nữa chứ. Chị Mai Quỳnh hồng, bé Thư Nguyễn hồng, Bích Tuyền hồng. Chị Mai Quỳnh lấy 4 bộ nè, mình thêm 3 bộ cái chuyện nữa ha. Hồng sen giùm em. Có ai như em không? Thấy cái bộ đồ này bán sạch sạch hết rồi. Bây giờ muốn mua, muốn lấy một bộ để mặc không có. Hôm bữa đùi về á, đùi về bán sạch sẽ không còn một bộ nữa. Hồng với hoa cỏ mai, Ngọc Nguyễn có, hoa cỏ mai có. Giờ không còn một bộ để mặc luôn. Hồng cho Ngọc Châu. Quá trời đẹp. Bộ này quá trời đẹp luôn. Ủng hồng cánh. Em còn một khác nữa không? Cánh cho em còn thỏ chị, nãy chị lấy thỏ chưa? Như chị lấy thỏ mà. Cánh cho em còn bộ thỏ đây nè. Em còn 1, 2, 3, 4, 5 bộ thỏ. Còn 5 bộ thỏ cánh dơi. Bao to bao thoải mái luôn nha. Con nhỏ có chút Vinh. Em còn mã thỏ. Thỏ này cho em Mai. Sao 65, 67 chứ quay đầu vừa. Đẹp lắm, thỏ này 65 dưới 65 67 kg. Nói chung là nhỏ con mặc bộ này cũng đẹp nữa, mặc rộng rộng như nó sang lắm. Nó mặc rộng rộng như nó là sang, tay phối giùm em ăn con này nè. Chung lô với lại cánh dơi đùi hôm bữa đó. Lấy cho chị hết. Ok chị Mai Quỳnh nè. Thỏ chị Mai Quỳnh hết. Con này thoải mái, mặc rất là đẹp, cánh dơi. Rồi em còn mấy mã thôi là hết rồi. Còn beo nè. Ý, hồng này chưa lên. Hồng này chưa lên nè. Thỏ em hết ạ. Con hồng này giùm May nha. Con hồng này dưới 62kg giùm em vừa. Con hồng này dưới 62kg giùm May vừa. Pyjama satin. Vải siêu dày. Trên 48 nha. Em là 47 kg, 47 48 kg nè mấy chị. Con này trên 48 kg và dưới 62 kg vừa giùm em. Trên 48 và dưới 62 kg vừa cho em Mai Hồng. Hồng cho mấy con này nha, quần là bao thoải mái nè. Con quần nhà nãy là quần to lắm cho nên mấy chị khỏi sợ. Hồng giúp em. Hồng. Hoặc hình. Quả satin dày dặn cực kỳ. Chốt em con này hồng. Rồi. Hồng giùm Mai. Phong nhỏ nè, bạn gì ơi, Trúc Vinh nè. Phong nhỏ nè bạn, trên 40kg và dưới 57kg vừa cho Mai con beo vàng này nè. Dưới 57kg vừa cho Mai con này beo vàng. Chúc anh chị. Beo vàng. Bộ mà beo vàng giùm Mai, con này cho Mai mã xanh nè. Xanh là cũng nhỏ nè. Cũng được, dưới 60kg vừa, phi sai. Xanh họa tiết này nhìn đẹp lắm nha. Ờ, sao chăm. Xanh giùm Mai nè, xanh này dưới 60kg mấy 6. Dưới 60kg mấy 6 giùm Mai vừa xanh. Còn beo trắng nè. Rồi còn như đây à. Tim đỏ nữa. Tim đỏ này cũng nhỏ nè. Trên 40 và dưới 57kg vừa. Tim đỏ này trên 40 và dưới 57kg đồ lại vừa với Mai tim đỏ nè. Tim đỏ. Em có 38kg hả? Xíu xíu hả? Rồi tim đỏ gì Mai. Ốm dữ vậy hả? 38kg hả? Trời ơi. Em nhiêu tuổi? Tao có cái đồ dạng bé.
Rồi bay hết rồi đó. Còn như đây mã mấy chị ơi. Còn bao nhiêu đây mã thôi. Đeo hồng hoặc hình. Tim đen. Ủa sao tim đen còn đây ta? Tim đen còn hai bộ nè. Này có chị nào lấy chưa? Tim đen còn hai bộ nè mấy chị ơi, tim đen. Chị sót hai bộ nè. Trời ơi. Tim đen giùm ai nè. Trên 48 và dưới 63 kg vừa. Chị nào cao trên 6 là 65 kg vừa giùm em nha. Tim đen phong to. Còn đúng hai bộ tim đen nè. Tim đỏ cơ quần. Quần của nó hả? Quần của nó đây. Quần của nó là túi trước. Ở dưới chạy bèo. Xinh lắm. Có thể tao hôm kia like cho hai đi mai. Tại vì cái hàng đó là em đang đóng. Em đang chuẩn bị về mới đó chị. Lê đẹp. Lê chị Lê đẹp tim đen. Ok chị yêu Lê đẹp tim đen nè. Chị đây còn bộ nha. Chị đây mai còn bộ. Con quạt hình này đẹp quá trời luôn mà mấy chị không lấy. Quạt hình này cũng không to nè. Quạt hình này cũng không to nè. Thôi nhận đơn trước đi rồi đẹp thì mua thêm. Không sao cả. Nè. Cái con quạt hình này cũng không to nè mấy chị nhìn cái cổ đi với em nè, nó phối nè. Phối cổ bèo mà viền đẹp lắm. Cổ lai lạ nè. Máy 665kg nha, trên máy 665kg giùm ai, dưới máy 6 là 62kg vừa. Hoạt hình. Màu kem giùm em. Màu kem giùm em hoạt hình con này. Bây giờ em qua cái khóa thun này chị. Em qua khóa thun một cái đã. Màu kem hoạt hình giùm em con này nha. 95.000 quá rẻ luôn. Ngọc Châu lấy hoạt hình đúng không? Ok Châu nè. Vải rất là phỏng luôn, học cho hoạt hình. Có beo chị mặc hả? Đo hoạt hình hả? À, hồng mình thấy không chị? Tay ngắn hả chị? Tay ngắn em còn có màu hồng Chanel à. Tay ngắn là còn hồng Chanel. À, beo mặt nè, màu cam. Beo cam giùm ai. Quần đen hết rồi à. Bé gì ơi nè. Cam beo 62kg quay đầu vừa. Cam beo giùm ai nè. 62kg quay đầu vừa giùm ai cam beo. Đẹp lắm luôn á. Cam beo giùm ai. Còn bộ nâu quần dài vàng không chị? À như còn. Có không ta? Màu nâu quần dài vàng hả? Để chị coi. Nâu quần dài vàng. Nó quần dài đen. Quần dài đen mà. Quần dài đen. Quần dài đen chứ không quần dài vàng. Rồi cái bộ này cái quần beo 54kg mặc không ai được chứ. Đây mặc hả? Vừa chứ. Trời ơi, thoải mái luôn. 54kg là thoải mái luôn nha nàng ơi. Ôi tưởng gì 54kg là bao vô tư. Hôm nay có. Nè. Có mà mấy mẫu phong cánh dơi giúp đi mà hết rồi. Cánh dơi hết rồi. Em cho em đang chờ nó sale lô cánh dơi ghê đó thiệt á. Cánh dơi bán sướng dễ sợ luôn. Cái này là dưới 101 nha. Quần này là mông dưới 101 thì may nè. Mông dưới 101. Hoa cỏ may beo. Bộ đùi không. Hoa cỏ may beo mặt nè. 95 đồng giá giùm em mấy chị. Còn bộ Dior đây nữa vậy. Dior tay ngắn nè. Chị nào lấy hả? Có này Dior tay ngắn nè. Dior màu xanh đen giùm em, chốt em màu xanh đen. 65kg mới 6 quay đầu vừa cho xanh đen nè. Đồng giá 95.000 giùm ai satin nha. 65kg mới 6 quay đầu vừa xanh đen mai còn có mấy bộ à, tay ngắn, phông to. Chút Phương con này là quần là 101 con vừa hả? Con này là quần đẹp nè cưng. Để cho con quần cái nè.
Con này đẹp nè, hồi nãy lấy này chưa? Mày rút này đó chưa? Bên đây này lấy chưa? Cái này là 112. Quần dưới 112. Giờ sang đây cho Nguyễn 100. Mông dưới 112 vừa. Bên đây Nguyễn 100 nè. Hello Simon. Cánh dơi cũng có đùi đó chị. Hồi bữa trước chị bán đùi quá trời á. Chị bán 300 bộ đùi khách lẻ luôn á. Sỉ là chị chưa tính á. Mà sỉ với lẻ, mấy chị sỉ với sỉ lẻ là quay lại hỏi mai còn không mà mới hết hàng rồi. Tức là mà kiếm cho mình một bộ mặc cũng không có luôn. Bữa chị bán đùi nhiều lắm mà. Nguyễn Thi bộ đâu có coi hả? Sang đây cho hoa cỏ mây nè. Một lẻ sáu. Bé ơi mặc cho Nguyễn Minh Hạnh. Một lẻ sáu vừa nha em, dưới 112 đó gái ơi. Mong nó dưới 112 đó. Bèo cho chị Nguyễn Minh Hạnh nè. Ok chị. Mà trăm có, hoa cỏ mây có. Bèo Nguyễn Minh Hạnh có. Tới 116 lượng hả? 116 đó không vừa. Ồ, trời ơi. Bữa đó không coi rồi. Đẹp lắm, bữa đó form satin đẹp lắm. Tay ngắn đúng rồi, Dior xanh đen là tay ngắn. Còn bộ à. Giờ mà muốn kiếm lại một cô chị nào lẻ lẻ cái để xả. Lấy bộ mặc cũng không có để mặc nè. Ghiền lắm mà không có để mặc. Không có một bộ luôn á. Có ai nha em bán xong rồi tiếc không? Rồi cột cái cho anh chị. Cột nó đi. Cột hết em qua nha. Bộ hình này còn nè mấy chị. Đây giờ chị qua áo khách chị đăng nè. Bộ này mai còn nha. Con này đẹp giả mang luôn. Con đẹp giả mang mấy chị. Satin đây giờ tay ngắn cho chị khỏi lo. Satin là chất nó rất là mát rồi. Tôi đi mặc lên chất mát lắm. Bộ hình của bèo giùm em nè, quá đẹp. Bộ hình của bèo giùm em nha. Dior xanh như Phạm. Chị mặc cái gì? Thun hay là cái gì? Đợi mai xíu nha. Con đen. Đi ra. Được không chị? Quần này ôm. Quần này thoải mái. Quần nó bo rít mà. Cái bụng nó cho bụng. Nó xui. Á. Thịt thịt mới mở con nhà lên.
Rồi áo khoác giùm em 105.000 nè mấy chị ơi. Khoác giùm 105 nha. Form này là thun gân. Nó là dạng vải thun mà thun gân nha, chứ nó dày, dày và giãn. Dày và giãn giùm ai. Dày và giãn 120, còn không chị còn cái gì cơ? Trăm còn gì trăm. Nè, túi có khóa trong, túi trong, khóa chống nắng. Túi ngoài đầy đủ hết cho mình nha. Con này thun gân và nó dày lắm. Vải siêu dày luôn á. Chúc thun gân giùm ai mấy chị nha. Hàng này thiết kế xịn sò. Đẹp lắm. 105.000 giùm em. Form ôm. Form ôm giùm ai con này. Nó là thun gân nha, nó giãn nha mấy chị nha. Con này nó giãn. Giãn kinh khủng luôn á. Lên bộ thun của ống rộng hôm bữa có like á Mai. 105.000 giùm em nha. Áo khoác. Vải siêu dày giùm em. Rồi Mai có màu cam, màu trắng. Có màu đó hả? Có màu khác nữa kìa. Có màu cam, màu hồng, màu rêu. Cam hồng rêu vàng. Chị bóc đi chị cầm. Lẫn không? Lẫn hay dài? Lẫn hay dài? Lẫn hả? Lẫn hay dài? Lẫn cái vỏng này mà. Rồi đi buổi chừng nào về? Không ai nó cám dỗ không có nó cám dỗ quá nó cám dỗ cháu ngoài ngon với anh hoài quá rồi sáng nay bọn ở Sài Gòn chị dạ ốc của Mai Mai chưa có trăm lẻ năm dùm Mai ốc của Mai Mai chưa có chị ốc thun đá rồi thanh lá nhạt nè 105 giùm em, xanh lá nhạt, xanh lá đậm. Xanh lá đậm như con này, xanh lá đậm 65,6 vừa, vải nó là thun dày. Mã này nha màu hồng. Em còn trơn không à. Dạ đúng rồi, em còn bụng tơ đó chị. Bên tôm hút huyết đó chị ạ. Con này da mã hồng. Đẹp á. Màu hồng. Màu này da màu tím than. Tím than giùm em, tím than. Nó là da xám. Cái này là nó thun gân. Nó rất là dày, rất là giãn. Xám giùm em, gần nhà chị. Dạ. Con này da mã rêu. Hả, cái gì? Rêu giùm em. Tiên Nguyễn lấy hồng cho em xin số ạ. Mã này cho em bò. Bò cho mấy con này bò. Như mặc dù hả? Rộng á bà nội ơi. Tiếng Nguyễn 53 ok chị nè. Tiên Nguyễn màu hồng. Rồi con này cho em xanh đen. Xanh đen giùm mấy con này nha. Vải siêu dày, siêu giãn luôn nè mấy chị. 65,6 qua đầu vừa giúp em nha. Con này là vải dày, giãn. Chị Thương Nguyễn màu bò. Thương Nguyễn màu bò phối ok chị nè. Áo khoác xanh lá nhạt nhật vỏ cho em xin thường thối chị ơi. Áo khoác xanh lá nhạt nhật vỏ cho em xin kèm số ạ. Mã này cho em mã bi đen và bi hồng. Bi đen và bi hồng giùm em. Rồi bi đen và bi hồng giùm em. Bi hồng rồi đó. Dạ. Rất siêu dày nha. Nhật vỏ xanh lá nhạt nè. Cặp luôn, cái rơi luôn. Đang này chị vừa mà, buổi gì nữa? Cái mua kia mặc chung hả? Không, nó có sai nè.
Thì con mặc cái này giống mẹ đi. Kìa con bộ kìa. Dạ được chị. Đúng rồi, con bò đó. Ở lái đi. Không biết sao. Đây là con bò nè. Giống nhau nè. Giống nhau hay khác màu? Khác màu đi, mẹ con đổi qua đổi lại. Mấy sao là không ngắn đâu nè. Con đây phân dài mà. Phong dài nè, phong dài giùm em, mấy sao lông đâu ngắn đâu. Bi đen và bi hồng giùm em. Rồi, nhiều màu quá. Rất là nhiều màu luôn. 105 giùm em một cái. Không gân nha. Bộ mấy chị hỏi không gân là cái gì nè, em về hàng cho mấy chị rồi nè. Gân cho mấy con này. Mặc cặp, mặc ơ đồ chứ. Nhà tôi có con gái mà cặp được trời. Đây chốt kẹo, không lấy kẹo về đi, để nó hoài, khách mất hoài. Ờ, thì sao, con tỷ đó thì sao. Hào hình rêu nè. Bỏ ra tao để liền luôn. Hào hình rêu cái chị. Quần ngố hả, quần ngố còn màu đỏ à. Màu đỏ còn xám xe nhỏ rồi nè ơi. Ngố mấy còn nè. Mối này là vải bao dày bao đẹp nha. Nè. 48 kg ok chị. Nè. Con ngố này là vải bao dày luôn mấy chị, xịn sò lắm, đằng sau nó có phối suối giả nè. Con đẹp lắm. Ôm, à khoác này là 60 65 kg vẫn ôm và 40 kg vẫn ôm thì mai tại vì nó là thun gân giãn. Con này mặc lên ở phong đẹp lắm. Ừ. Em còn size dưới 55 kg, màu xám. Dạ ok chị nè. Con xám này cho em mai nha, size dưới 55kg vừa cho em còn màu xám. Màu đỏ là em còn đủ size từ 40kg đến 65kg vừa. Ngố, quần này nó ôm cái phần bụng mình lại nè. Ngay chỗ này nó ôm phần bụng mình lại mấy chị nha. Lên form đẹp lắm, cực kỳ luôn. Vải siêu dày. Ngố em còn màu xám là còn size dưới 55kg thôi. Còn màu đỏ em còn đủ size từ 40 tới 65kg vừa. Em xả cho mấy chị 50.000 một cái giùm em, 50.000 nha, vải dày lắm, dày cực kỳ luôn nè. Quá trời luôn. Em đổi lại cái khoác xanh ngọc được không chị? Đâu có xanh ngọc đâu. Mai đâu có màu xanh ngọc đâu. Nè, quần chai mai nha, 50. Trả 50 con này. 50.000 cho mai con này. Màu xanh ngọc màu nào? Xanh nó đậm xanh đen. Xám xanh nó nhạt à. Xanh nó đó chị. Sao này hả? Sao này sao nó đậm? Sao này sao nó đậm giùm mày? Bẩn cái này đẹp lắm chị. Này. Quần ngố đi mấy chị. Quần nè. Nó một cái loại thôi. Vải siêu dày luôn á. Không có mặt. Có lấy này không? Lá đậm ha. Quỳnh Mai hồi nãy có cái màu kia rồi hả hay là gì? Cái này đi. Quỳnh mà có màu màu đỏ là 63 kg màu đỏ đô nè. Đỏ đô là có 63 kg nha. Cái này vải bao dày luôn, đẹp lắm. Dạ em hết rồi. Con màu đỏ đô này có 63 kg nè, màu này màu đỏ bột bô, màu đỏ đậm á, màu đỏ tươi đó mấy chị. Màu đỏ giùm em nè. Lên phong bông buồn đẹp lắm. Màu xám không có. Màu đỏ à. Quần ngố xám với đỏ tiên nguyện cho em số ký ạ. Phát trắng nhiễm ly có nè. Cái đó quay cái gì? À phát trắng á. Cảm ơn chị. Để cái nó hết rồi. Nâu dài ta là đi quần đen mà ta. Quần ngố xám đỏ 54kg cho Tiên Nguyễn nè.
sao 5kg cho Ngọc Yến 50.000. Ok chị. Tiên Nguyễn là màu xám, màu đỏ 54kg. Tiên Nguyễn ok. Cho em có xanh đen. Xanh đen. Rồi rồi. Ba bộ. À biết rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thứ gì vậy? Ủa đem nấu nhiêu rồi nè? Tao nghe tao biết nè. Mỗi sáng 55kg nhật vỏ ok, 50.000 cái quá đẹp luôn. À con khách xanh đen hả? Rồi có đây, có đây. Con này vải dày lắm mọi người ơi. Khách xanh đen. Ngon chị nha, lấy bình kìa. Ủa rồi, để em làm lây. Có đây không? Mai gặp lại. Có đây sao? Có đây qua nữa không? Rồi. Đi đây ẩm đi. Ừ. Nuôi nổi không? Sao đây cho mấy con này? Sao đây cho Ngọc Trâm nè. Chất không gân nha mấy chị nha. Bộ cái này sẽ tiêu thay. À quần phải không? 50.000 hết phải không? 50. 50.000 để đi chị đi. Tối gì sợ. Bỏ trong cái rổ á, đồ xanh á. Trên đây Simon. Ông khách lại 320 hả? Trời bây giờ nó tùm lum hết trơn. Rồi xanh đen. Xám 54kg. Lá đặt cho Vân Thanh nè. Hôm nay nó đặt ok nè. 54kg nha Nguyễn. Ok chị. Ngón xám 54kg. Xả nhanh 50. Nga Nguyễn có. Nga Nguyễn 416 cái chị yêu nha. Rồi khoác thể thao 120 dùm Mai. Mai còn cái này size to. Size này 4XL lận. Vân Thanh. Form áo thun. Áo khoác này là chị nào cao trên mét 6 là 65, 63, 65 kg vừa. Dưới mét 6 là tầm 60, 62 kg cho Mai. Tại nó là dạng thun giãn ôm nha. Con này dạng ôm. Ôm body và giãn gì Mai. Gì nhỉ? Vải thun này nó dày cực kỳ luôn á. Rất đẹp lắm mấy chị. Ngón xám mà có 65kg Nguyễn Ti. Xám chỉ còn màu đỏ thôi chị ơi. Em chỉ còn đúng màu đỏ thôi à. Hết màu xám rồi. Cho nên mới xả 50 á. Xả giá ở dưới vốn của em luôn rồi đó. Phát gân còn Yến Linh nha. Chị mới vừa lên xong. Em còn màu đỏ đô à chị ơi. Hết màu xám rồi. Đỏ cũng được. Ok Nguyễn Ti nè. Ơ lộn giá nha, bỏ tại với anh chị. 65kg Nguyễn Ti. Phát thông gân chị vừa lên xong. Yến Linh. Không có dài chị. Nè, thông gân cho em Mai nè. Đi đen 58, cái mấy 50 mặc được không? Cái gì? Cái quần hả? Hay cái gì? 58 cái mấy 50 giờ kiểu như là nó tầm cỡ hôm 62 63 kg vậy đó. Không cỡ 62 kg là vừa. Khoác thun gân xịn sò nha. Bi đen, bi hồng.
Bi là có hai màu, bi đen và bi hồng. Bi đen bi hồng dùm Mai nè. 65 cm 6 vừa, dưới mét 6 là tầm 62 kg vừa dùm em. Đẹp lắm. Bi size trên 45 kg dùm Mai nha. Rồi, bi đen và bi hồng hai màu. Chốt với chị nhìn nè. Xám có sao đó không em, chỉ còn màu đỏ thôi. Chị nói màu đỏ là còn dưới 55 kg vừa thôi nha. Chỉ còn màu đỏ thôi à. Quần dài không có, miệng Mỹ ơi chưa có quần dài. Rồi bi đen bi hồng giùm em, hai màu bi đen và bi hồng. Khung gân. Chút khung gân nha, vải bao đẹp luôn. Mã này cho Mai là bi đen và bi hồng. Chú khác trăm giùm Mai nha, bi đen bi hồng 105.000. 105.000 cho Mai bi đen và bi hồng. Xem bi hồng pony. Nó dày mà nó dày kinh khủng luôn á. Mặc mát lắm. Trời lạnh mặc cũng được, trời nắng mặc cũng được nè mấy chị. Bi đen và bi hồng thì Mai xinh lắm. 105.000 thôi, 105. Bi hồng. Nhâm chồng được cái nào chút đi. Sao vậy? 105.000 bi hồng. Rồi khoác gân. Gân nè. Vải gân nè. Bao đẹp nha. Holy Expo. Rồi con này cho em nha, màu xám. Ở ngoài thì nó không có dây kéo, nhưng bên trong nó có dây kéo, bên trong nó có túi lót bên trong. Còn ở ngoài nó dạng túi xéo nhưng nó không có dây kéo nha. Dạng túi như vậy nè, cho nên nó không có dây kéo. Y hình luôn á. Ở shop người ta chải hạt sàn, người ta chụp hình, người ta bán 240 một cái. Em Mai có hàng sale chị 105 thôi. Mã này màu xám. Màu xám thì Mai nè. Yến Linh cũng có màu nào chị mở màu đó cho coi nha, tại đi qua rồi á ha. Xám. Con này cho Mai tím than. Xám, tím than, cam. Xám, tím than, cam. Trắng nè. Xám, tím than, trắng. Trắng, cam, xanh đen. Xanh đen nè. Xanh lá nhạt và xanh lá đậm. Rồi hết màu, còn vô đây màu à. Cái sọc ở đầu la chị bán hết rồi. Hông Bonnie. Nó là một mẫu à, không có dây kéo. Không có dây kéo nha. Nhưng mà túi nó sâu lắm. Rồi xanh lá đậm. Xanh lá đậm nè, xanh lá nhạt nè. Xanh đen nè. Trắng nè. Trắng logo FGA ngay túi. Cam, tím than và xám. Bi đen bi hồng còn vô đây. Sọc hết rồi. Lên trễ quá. Sọc bán lay trước rồi. Sọc bán lay trước rồi ha. Khóa này cho Mai 120. Khóa Mai đang cầm là form trên 45 và dưới 65 cm 6. Giờ Mai vừa, chị nào cao là 62 kg nha. À, chị nào thấp người là tầm 60 kg. Rồi mã này giùm em. Không em ơi, tôi hàng hết rồi. Hết rồi, hết lô rồi. Con này cho Mai nha, con này cho Mai là chấm bi viền hai bên nè. Chấm bi viền hai bên cho Mai phông to, chút phun lạnh, chút phun zim. Chấm bi viền hai bên phông to, chút phun zim giùm em. Em có màu hồng. Màu hồng này là size dưới 60 kg vừa. Màu hồng này là size trên 50 và dưới 60 kg vừa giùm Mai nha. Trên 50 và dưới 60 kg vừa giùm Mai màu hồng bi. Hồng bi cho Bích Tuyền, ok chị nè. Còn con này là size lớn. Cùng mẫu luôn nhưng mà size này size số 4 luôn. Size số 4 luôn nha cả nhà nha. Form này là 60 kg 70 kg vừa. 60 kg 70 kg vừa giùm em nè. Rồi viền bi hai bên giùm Mai nha, thun lạnh. Thun này là thun zim. Mặc ombre. Form này là ombre bao đẹp luôn, túi khóa kéo vào bên ngoài giùm Mai. Tay viền nè. Rồi viền bi hai bên nha. 60 kg 70 kg vừa. Chế nào cao cao là 72-75 kg là vô tư. Chế nào cao 72-75 kg là vô tư thì Mai size này size 4X lận. Mai có màu xanh ngọc. Màu ruốc. Màu đỏ đô. Màu đen. Màu cam nhạt. Và màu xanh đậu. 120. Trên 60 kg và dưới 70-75 kg quay đầu vừa. Bên
cho anh 60kg và dưới 70-75kg độ này vừa cho mấy con này. Xanh đậu nè, cam sữa nè, đen nè, đỏ đô nè, rút nè, và ngọc dùm em 120. 120.000 cái này cho em Mai. Siêu đẹp luôn. Con to, chất xịn sò. 60kg, 75kg vừa. Chai nước đó. Cái nhỏ hả? Còn cái nhỏ để em xíu. Để nó nằm lộn xộn với đi bóc sai chọn chị ơi. Cái nhỏ nè. Chị một ít coi nha. Con này 2x. Size 1x là dưới 55kg vừa dùm em. Trên 40 và dưới 55kg vừa 1x. Mã này có màu xám. Cái ra cái dáng này là mặc ôm body mới đẹp nha mấy chị ơi. Con này là khoác thun gym á chứ không phải là thun cô tông. Thun là thun vải tập gym á mấy chị nha. Thun này là vải nó dày và nó ôm người mình ha. 120 vải đốm nè. Để mấy mặc thử một ít cho mấy chị coi nha. Túi lắm trong bơ túi ngoài có khóa kéo giùm mấy. Vải dày đẹp lắm. Con này vải siêu dày luôn á. Rồi, mấy con màu xám, dưới 55kg vừa, 54-55kg bắt đầu vừa. 54-55 cái loại vừa cho em xám và màu xanh lạ. Xám và xanh lạ cho Mai hai màu. Nè, xám và xanh lạ cho Mai nha. Coi like lại chị Ngọc Trinh nha, tại vì chị like rồi. Còn á, hoặc là em gán đợi chút xíu, tại vì chị mới vừa qua xong luôn pyjama tay dài vùng dài. Xanh lạ một ít cho chị Sang Nguyễn nè. Ok chị Sang. Sẽ là một ít Sang Nguyễn. Xám cho Bích Tuyền nè. Một vàng đâu có đâu. Đâu có còn một ít thôi đã. Đây 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 đây. Tụi nó hết rồi chứ. Có 2x nha. Có 2x nha Simon. Rồi. Xám chị đang mặc. Cái đó Sang Nguyễn. Xanh lạ đúng rồi nó đó. Nó đó. Xanh lạ có 65kg. Rồi đẩy mấy lên con này. Đây nè. Con này là xanh lá. Xanh lá dì Mai da xanh lá nha. Trên 40 và dưới 54-55kg qua đầu vừa phong ôm. Xanh lá dì Mai là 120. Xanh lá xám đậm. Còn hai màu xanh lá xám đậm. Xanh lá cho Bích Tuyền nè. 55kg trở lên mà 2x đúng rồi chị. 55-60kg cho em là 2x. Xanh lạ mà 65kg hả? Xanh lạ mà 65kg size số 3. Xanh lạ mà 65kg size số 3. Size số 3 xanh lạ. Để coi coi. Xanh lạ size số 3. Con này số 2. Size số 3. Số 3 đây. Xanh lạ. Trời ơi, đừng nói là hết nha.
đâu rồi? Gái ơi. À đây nè, có sách lạ sách thứ 3 cho Nguyễn Ngọc Trâm nè. Trâm có, Nguyễn Minh Hạnh 653 kg có nè chị. Nguyễn Minh Hạnh 653 kg có nè. Chị có xá một ít chưa Mai? Bích Tuyền, Bích Tuyền có chưa? Nè, Bích Tuyền xám nè. Có chị, Bích Tuyền có một cái xám. Bích Tuyền có một cái xám giùm em. Thun này là thun diêm nha, vải mặt rất là mát và nó dày. Xám Bích Tuyền một ít nè. Rồi mấy con xanh lá đậm, xanh lá nhạt. Xanh lá đậm, xanh lá nhạt giùm em. Xanh lá đậm và xanh lá nhạt. Con này xa máy được, con xích thứ 3 luôn rồi. Còn xanh lá đậm và xanh lá nhạt xanh 1 ít nè. Con này cho Mai là lá nhạt. Trên 40kg và dưới 54-55kg vừa cho em là 1 ít. 54-55 đổ lên 60kg đổ lại vừa cho em là 2 ít. 3 ít là từ 60kg đến 70kg vừa nè. Con này cho Mai là xanh lá nhạt. Mã này cho Mai là xanh lá đậm. Tím 3 ít cho chị Linh Nguyễn. 3 ít tím. Rồi có, tím bánh Linh Nguyễn có, ok chị yêu. Xanh lá đậm có hay không chị? Có. Đây, xanh lá đậm 2X có nè, xanh lá đậm 2X có. Ờ, trên xanh xám 2X. Xám 2X đây. Xám 2X nè. Xanh rêu nữa. Xanh lá nhạt 52kg là 1X cho Phan Mỹ. Phan Mỹ cho Mai xin số chị ơi. 1X là nè. Ờ, Phan Mỹ nè, Phan Mỹ nè, Phan Mỹ Anh ở Phan Mỹ nè. Nguyễn Ngọc An xanh lá đậm 1X ok chị nè. Nguyễn Ngọc An cái này. Cái đó là Phan Mỹ, Phan Mỹ. Nguyễn Ngọc Trâm có. Đấy không mà nào nữa Mai. Dạ để em xíu. Xanh rêu số 3 cho Vân Thanh ok. Xanh rêu số 3 Vân Thanh. Con này là Phan Mỹ. Phan Mỹ chua số. Phan Mỹ là màu xanh lá nhạt. Cái kia kìa em. Cái đó của chị Phan Mỹ chưa có số điện thoại. Còn cái này mới là chị Nguyễn Ngọc An nè. Đúng rồi. Lá đậm Nguyễn Ngọc An. Phan Mỹ có, ok chị. Vân Thanh xanh rêu 3X in chưa ta? Vân Thanh xanh rêu 3X. Vân Thanh in chưa? Chưa hả? Vân Thanh ơi, như 3X hết rồi. 3X hết màu xanh rêu Vân Thanh ơi. 3X hết xanh rêu rồi. Còn có 2X à, 2X à. 2X Vân Thanh hết. À, lấy chị xanh rêu 2X. Ok chị Thương Nguyễn nè. Rồi hết chị Thương Nguyễn nè. Xanh rêu hết rồi, hết 3X rồi. Rồi Mai đi lại nha. Size 3X đúng không? Size 3X. Rồi rồi 2X đây. 2X nè, 2X nó có màu xám, xám đậm. Con này xám đậm cho Mai 2X nha, xám đậm 2X nè. Trên 55 và dưới 60kg vừa cho Mai xong ôm. Ôm mà để rất là đẹp, túi ngoài khóa kéo, túi trong cho mình luôn ha. Chất thun diêm, chất dày dặn, xịn sò. 120 cho Mai nha, xám đậm 2X nha, Mai còn màu xám đậm nè. Màu xám lợt. Màu tím. 62 cân, 62 cân chị lấy cho em số 3 Vân Thanh ơi. 62 cân chị lấy cho em số 3. Màu tím nè, màu lá cẩm, màu xanh lá nhạt, màu xanh lạ, màu xám đậm, màu đỏ. Màu đỏ giùm em. Xanh lạ, đỏ, xám nè, đó. Đỏ đô màu này. Đấy em còn chị Linh Nguyễn đợi em xíu. Rồi đỏ đô cho em mai màu này. Đỏ đô nè, đỏ đô nè, đỏ đô là viền dấu V á. Trên ngực và trên vai nè. 2X đỏ đô giùm Mai nha. Trên 55 và dưới 60kg vừa giùm em. Ờ, nó là 2X. Ờ, chị Linh Nguyễn ơi, đỏ 2X cho Bích Tuyền nè.
Linh Nguyễn ơi, cái mẫu này nè chị, mẫu này size to nè, con này là 70-75kg vừa luôn á, size này size số 4. Chị Linh Nguyễn lấy mẫu này cho ta. Hết sọc máy hết rồi cả nhà. Con này là siêu to luôn nha, vải bao dày. Nó viền bi trên tay, trên vai nè, nó viền bi trên vai và viền trên cánh tay thế này ha. Mã này em ai còn màu da, size lớn nha, số 4 luôn á. Màu da, màu ngọc. Ui da, màu da, màu ngọc. Màu da cho Linh Nguyễn ok chị yêu. Linh Nguyễn da. Rồi màu ngọc, màu ruốc, màu đỏ đô, màu đen, màu cam nhạt. Như đây màu cam sữa nè, đỏ đen nè, đỏ đô nè, ngọc và ruốc giùm em. Em ở phường 3 quận 4 chị, ngay chỗ bến, ngay chỗ xe buýt, bến xe buýt Tôn Thuyết á, ngay dưới chân cầu Kinh Tẻ á. Lá cẩm số 2 em còn nha. Số 1 may hết rồi, không còn cái nào số 1 hết. Số 1 may hết rồi. Rồi số 3 nè. Số 3 con này mới còn màu xám. Số 3 gì mai. Số 3 này dưới 70kg thôi à. Con này số 3 dưới 65-70kg vừa nha. Không có đen em ơi. Có đen mà sao bơ, sao lớn. Dạ 1.2 thuận Mỹ. Số 3 dùm em trên 60kg và dưới 70kg. Mấy 6 dùm em vừa nè. Cái này là dày mà nó dạng lắm nha. Xám, xám đậm. Số 3 mai còn xám đậm. Màu lá cẩm, màu xanh lá nhạt, màu đỏ, màu xám nhạt, màu tím và màu xanh lá đậm. Ok Trâm. Hay ấy, giống như một ít là chị. Một ít là từ 40kg cho tới 55kg độ lại, năm dưới 54-55kg. Có tấm nhà số 3 ấy không chị? Ok Bích Hạnh nè. Tấm nhà 3 ấy Bích Hạnh có. Tấm nhà 3 ấy Bích Hạnh. 120 chị Trung Trần ơi. 120 giùm em. Vân Thanh. 3 ấy xanh đậm với màu đỏ. Ok Vân Thanh nè. Màu đỏ nè. Màu xanh đậm Vân Thanh nè. Một ít hết rồi. Một ít không thấy còn cái nào ở đây ta. Con này là gì đây? Cái này 3X luôn. Con này 3X luôn nha. Con này 3X nha. Mai màu hồng dâu nè. 3X hồng dâu dùm em. Hồng dâu. Con này khác chi xíu. 3X hồng dâu dùm mai nè. Hồng dâu dùm mai nha. 60kg. Trên 60kg. Trên 60kg và dưới 65-70kg rồi lại vừa giúp em. Chất dày lắm mấy chị ơi. Con này chất rất là dày. Hồng dâu dùm mai số 3 nha. Số 3 cho mai hồng dâu. Một ít hết sạch rồi. Số 3 cho mai hồng dâu con này. 120 số 3. Cho em 2X xanh lá đậm hả Úc Phương? 2X xanh lá đậm. 2X xanh lá đậm. 2X xanh lá đậm. Hai ít hả? Hai ít. Hai ít là 54-55 độ lên 60 cái loại vừa cho mai nha. Nói chung là trên 53-54kg á, dưới 60kg cho mai vừa. Nè, hai ít nha. Hai ít mà còn đây. Túi khá kéo. Con body rất là đẹp nè. Hai ít cho mai con này. Hai ít nha, hai ít mai mặc hơi rộng á. Mấy con màu đỏ. Mấy con màu đỏ, màu xanh lạ nè. Màu đỏ, màu xanh lạ. Màu xám đậm. Đỏ, xanh lạ, xám đậm. Xám nhạt. Xám nhạt thì mai, xám nhạt là bi viền chị dọc thân. Màu lá cẩm. Màu lá cẩm, xám đậm, xám nhạt. Lá cẩm. Màu tím. Rồi hết, màu tím. Thấy còn như đây màu tím nè, lá cẩm nè, xám đậm, xám nhạt, xanh lạ và màu đỏ. Con này giùm em. Đẹp lắm mọi người ơi, xanh lạ, con này da màu xanh lạ nha, màu xanh mà nó pha tông xanh biển. Xám vô.
màu nó là màu nó đẹp. Con này cho mấy chú em mã xanh lạ, xanh lạ cho em Mai. Đây XL gì Mai. Còn khoác thể thao, thể thao có hiệu gì mà không chị? Một ít em hết rồi. Xám đậm cho trung trần, xám đậm 2X trung trần. Đổi giùm chị màu xanh rêu màu đỏ được không Mai? Em móc cái của chị Thu Nguyễn. Thu Nguyễn màu xanh rêu á. Chốt rồi á. Em chị Tê á. Thu Nguyễn màu xanh rêu. Đỏ 2X hả Bonnie? Bonnie đỏ 2X hết rồi Bonnie ơi. Nó đỏ 2X nha Bonnie nha. Hỏi rêu Thương, Thương Nguyễn. Thương. Em nhận đồ rồi, đẹp quá chị ơi. Cảm ơn bạn Nguyễn nè. Để uống một mai thêm nha. Thương, Thương Nguyễn màu. Hồi nãy chỉ có màu rêu, màu đậm đậm á. Thương chữ tờ. Chữ tờ nằm đâu? Đó. Đó hết hết rồi, còn có cái đổi chị Thương Nguyễn nè. Đổ qua. À, mới đổi cho khách xong. Còn cái rêu 2X nè. Còn cái rêu 2X gì Mai nè, xanh rêu đậm. Xanh rêu đậm 2XL. Mẫu mới anh em, mẫu mới có gân á. Mẫu mới có khách không gân á. Không gân nè em, đẹp rẻ 105 à. Chút không gân nè. 175.000 không gân. Hết sọc rồi, còn có màu trơn với lại chấm bi thôi. Con này là vải bao dày mà bán sướng luôn, rẻ nữa. Như con heo. Sắm nhạc hay cho Bích Tuyền. Chưa có mẫu mới. À, chắc ngày mai về mẫu mới. Bích Tuyền sắm nhạc nè. Không gân giùm Mai nha. Con này là chất siêu giãn. Có lót túi trong cho mình luôn. Nó là vải không gân. Cái vải của nó là dày nè. Vải nó dày và nó giãn lắm. Không gân hả? Nếu như mà cao mà trên mà mét 6 á. Cao mà trên mét 6 giùm Mai là 62-65kg nha. Còn dưới mét 6 là tầm 60kg vừa. 58-60kg vừa. Cái này mặc ôm. Trên 45kg là mặc đẹp. Có chấm bi nè. Cho chấm bi đen và chấm bi hồng. Còn nếu như chị nào mà thích mặc thoải mái thì chấm bi. Chấm bi phông nó to hơn. Chấm bi phông nó to hơn nhiều nè. Chấm bi thì phông nó to hơn nhiều. Nó cũng là thun gân luôn. Thun gân dùm Mai nha. Chấm bi đen. Chấm bi hồng. Bi hồng đâu ta? À bi đen và bi hồng nè. Thun gân nè 65. Không, cái này là túi không có dây kéo. Không có, nhưng mà túi nó sâu thôi. Bi đen bi hồng gì Mai nè, 105.000. Chút thun gân siêu dày, siêu nặng luôn. Bi đen, bi hồng. Còn trơn, trơn là Mai có màu cam, xám, cam nè, tím than nè, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, xanh đen. Rồi hết màu. Hết màu nha, hết màu. Không gân 105. Còn ít à. Còn hơn màu mấy cái à. Chút không gân hot hit bữa giờ. Xám đậm với nhạt cho Na. Ủa xám đậm xám nhạt chỉ có một màu xám mà xám với Na một cái nè, một cái xám nè, xám còn không? Rồi đây xám với Na nè. Cái sợi đằng sau chị là gì? Ủa Kiều Nga nó phát lại đơn nó cho em chưa?
có túi trong Tô Hằng. Con này là dạng túi phối xéo, nhưng mà cái này ở túi trong nó có. Nó lót nó may kỹ lắm. Nè. Túi trong nó lót nó may rất là kỹ nè. Cái sọc này sao kìa, là gì? Sọc gì đó? À, bộ dài. Bộ dài. Rồi. Nó lấy cái màu xám á hả? Xám trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt. Lá đậm lá nhạt đẹp nè. Tím than cam. Chưa hả? Chị báo phá lại rồi á. Có gì để điện thoại giùm chị nha. Con này cho mai xanh lá nhạt, xanh lá đậm. À, là na xám, xanh đậm, xanh nhạt đúng không? Giờ mới hiểu ý luôn á. Hôm nay kiểu như nó bị chậm chậm sao ý. Xanh lá nhạt còn không ta? Xanh hết luôn hả? Lá nhạt hết nè. Rồi hết lá nhạt. Còn xanh đậm nha mọi người. Ừ. Còn lá đậm nha mọi người ơi. Phong gân bao dày. Lá đậm giùm em. Còn lô bộ dài nữa. Cái gì là gì ta? À, áo khoác. Áo khoác nhà giàu. Lên luôn không cho chị đen nhỏ đi. Có 50 cái à. Được đen, ừ. Có 50 cái thôi, không có nhiều. Áo khoác này gọi là khoác nhà giàu. Tại vì cái khoác này nó xuất ra ngoài, nó bán ngoài shop không, nó không có chợ. Mà shop người ta bán 300, 700, 300, 400, 500 cũng có nữa. Các bạn phải để giá đó. Cái này còn có 50 cái shop kho, ta xả cho mình nè. Áo khoác màu xám đen. Ờ, 56, 60 cái của công chị yêu. Các chị mặc hả? Con này khoác em nói với chị ha, một lần em về là không đủ để mà bán luôn á. Nó là khoác nhà giàu. Chất nó đẹp lắm. Tại vì nó về nó được có hai màu ha. Được hai màu nó có size. Xám lợt. Xám lợt, xám đậm và xanh. Cam. Nó na. Ờ. Cái màu gì chị? Cam. Nó có size nha mọi người nha. Con này nó xanh xanh. X, 3X và 4X. Tại sao gọi là khoác nhà giàu vậy? Còn đồ bộ Quảng Châu không chị? Đồ bộ Quảng Châu, đồ bộ 95 ngàn hả Quỳnh Anh? Đồ bộ hoạt hình đó hả? Phải không? Tại vì cái hàng này đó giờ em nhập kiểu em thấy cái giá nó cao cái chị á. Em thấy giá nó cao cho nên tụi em gọi là khoác nhà giàu. Đổi quen rồi. Nếu bạn hàng gọi với nhau là vậy á. Còn Quỳnh Anh nha, còn con này nha, khung này là mình vừa mặc mà khoác nhẹ cũng được nữa. Nó có size 2X, 3X và 4X. 2X mà to ghê chưa. Túi ngoài có khóa kéo nha. Bên trong có túi giùm ai hai bên nè. Giống nó nhẹ cũng đẹp. Còn xanh chị mặc đâu. Này màu lỡ lỡ nhau. Ờ, nó lỡ với nhau. Rồi hết hả? Có 3 cái à. 2X, 3X. Mã này mới có 2 size. 2X và 3X nè. 2X thì mai 2X là dưới 56, 57kg vừa nè.
Thấy là dưới 56, 57 ký vừa. Quên giá luôn. 56, 57 ký bắt đầu vừa giúp em. Con này cho Mai nha. Dưới 56, 57 ký vừa cho em là số 2. Số 3 dùm em. Chị mặc hả? Chị mặc thì thoải mái. Em mặc rộng này. Số 2 cho em là dưới 56, 57 ký. Số 3 cho em Mai nè. Số 3 cho em Mai là dưới 62, 63 ký vừa nha. Khoác này xe mấy triệu bao nhiêu đây? Tay có khóa chống nắng thì em quên giá cha đó rồi. Cái giá trong nằm trong điện thoại. Nằm trong điện thoại đang like. Bán đại nha. Bán đại đi, lời ăn lỗ chịu. Không nhớ giá luôn, nhớ nó hình như là 80 mấy gì. Rồi 90 ngàn cho em cái này. 90 ngàn cho em cái này. Còn ngưng lùng ơi, còn trơn không mà sọc hết rồi. 90 ngàn cho em cái này nha. Dạng thun nó mát nè mấy chị. Dạng thun mát giùm em nè. Size số 2 và size số 3. Size số 2 là trên 47 và dưới 55, 56 cái đồ lại vừa cho em Mai. Còn số 3 là trên 55 và dưới 62, 63 ký vừa ha. Hai size 90 ngàn thôi. 90 giùm em. Theo logo chủ quay ngay đây ha. Rồi, chốt giùm em. Xanh 2 và xanh 3 giùm Mai. Xanh 2 và xanh 3 đang mặc. Cho em mã xanh 2 và xanh 3 giùm Mai nha. Xanh 2 và xanh 3. Xanh số 2 và xanh số 3 giùm em. 90. Chốt em xanh 2 và xanh 3. Màu gạch nè, màu gạch đẹp nè. Màu gạch có như đây hả? Tôi chỉ hết một cái gạch nha. Màu cái chỗ cho em. Màu gạch Mai có số 2. Số 3 luôn. Màu nâu gạch. Số 2 và số 3. Màu gạch mà này, màu gạch mấy màu nâu cam á, màu nâu cam á, màu rất là đẹp nha. Nâu cam giùm em số 2 và số 3 giùm Mai nè. Trên 45 và dưới 5, dưới 56 57 ký vừa cho Mai là số 2. Rồi 62 63 cái bắt đầu vừa cho Mai là số 3. Hai size nha mấy chị nha, hai size Mai 90. 90 nghìn một cái. Túi khóa kéo, túi trong đầy đủ cho mình nha. Chốt Mai màu nâu. Nâu 2 và nâu 3. Nhớ giá không? Em nhớ như nhập được cũng 7 mấy nghìn. Rồi, số 2 và số 3 giùm Mai con này. Cho em năm nay cái mặt được chị Phan Mỹ chứ. Năm nay cái gì lấy cho em số 2 đi. Năm nay cái mặt số 2 giùm Mai nha. Mai có 47 kg nè. Mặt cái này thoải mái. Nhìn nó ốm đi chứ. Con này là mấy chị mặc phát nhẹ với lại đầm cũng được. Xanh 2 cho Bích Tuyền nè. Bích Tuyền xanh 2 đang mặc. Có lụa hàng đùi hay ngố không? Không có cưng. Chưa có. Mặc anh ơi. Rồi xanh 2, còn xanh 3. Nâu 2 và nâu 3 giùm em. Cam 2 chị Phan Mỹ. Phan Mỹ có cam 2 nè. Em còn cam 2 và cam 3 luôn nha. Màu nâu gạch với màu nâu cam. Cam Mỹ cam 2 có. 45kg là như chị mặc nha Như Ý ơi. Em 45kg là em mặc cái gì chị mặc nè. 45kg mặc cái gì Mai mặc nè. Đây. Màu nâu gạch. 56 có đầu vừa giúp em. Túi ở bên ngoài có khóa kéo nè. Chín chục ngàn cho Mai con này. 90 ngàn cho Mai. Con này cho Mai là màu xanh rêu đậm nè. Xanh rêu đậm. Xanh rêu đậm thì Mai, xanh rêu đậm nha, màu xanh rêu đậm. Xanh rêu đậm thì Mai theo logo QA chữ trên ngực nè. Xanh rêu đậm có size số 2. Số 3.
Rồi rau đậm có 2 à. Nếu 56 ký cho em vừa rau đậm. 56 rồi vừa cho em rau đậm 90. Quá rẻ luôn mọi người. Quá rẻ luôn, 90.000 cái. Rau đậm giùm em. Rau đậm chỉ có số 2 thôi nha. Dạ. Trên 45 và dưới 56, 57 ký, dưới 56 ký vừa. Trên 45 và dưới 56 ký vừa cho em ơi. Rơi đậm cho em con này. Rồi xuống lại đây nha mấy chị. Số 3 ký cho Lê Kiều. Lê Kiều áo chị mặc có số 3 ký luôn nè. Áo chị mặc có số 3 ký nha. Mai em về khoác mới. Dạ ok chị Lê Điệp. Có màu đen hả? Cái này chỉ có màu đen em ơi. À đen có con này 1.2 nè. Con này đen 1.2 đẹp lắm đó Lê Kiều. 1.2. Con này 63 cái em vừa nè. Màu đen chấm bi viền hai bên nha. Tay viền bi nè. Đen này 1.2, vải này là vải thun lặn, thun gym á. Thun mình tập gym á, form ôm. Mặc form ôm mới đẹp. Dạ ok chứ Nguyễn Kiều. Dạ bộ mai em lên nha chị ơi. 6.5 mai em lên bộ nha. Còn đen khác không hả? 90.000 có màu đen. Có màu xám à. Xám rêu đậm à. 90.000 có xám rêu đậm không có đen. Màu đậm thôi, màu đậm nó rêu mà rêu như rêu đen hả? Xem. Xám nè. Xám này là kiều. Xám. Còn hàng mi ơi, còn trơn không à. Còn màu trơn nha mi. Rồi xám cho con này, số 2, số 3 cái lại vừa. Ok chị Bích Tuyền. Quần là hiện tại em chưa có. Quần là hiện tại em chưa có. Ừ, có thể là mai có khác nữa nha. Có thể là mai có khác nữa nha. Cây vai cả già. Mai lên tiếp nha cả nhà. Hôm nay mai hơi mệt. Mai xuống sớm, mười mấy rồi. Trời, hai đứa bay nãy giờ đi đâu? Hả? Hai đứa con mày đi đâu? Có làm hết sớm hả? Coi 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 coi. Hồng nâu hết rồi ngưng lùng. Hồng nâu hết rồi. Trơn là còn trắng, xám, tím than, cam, xanh lá đậm. Trắng, xám, tím than, cam, xanh lá đậm. Và bi đen và bi hồng thôi. Một cái màu xám 55 kg hàng mi ok nè. 105. Hàng mi xám. Nè con này. Đi đâu nãy giờ?
Bye bye cả nhà nha. Vậy mà cũng ngồi chen được nữa hả? Hai đứa kìa. Có hai đứa kìa. Có gì vậy? Bye bye cả nhà. Bye bye bye. Ngồi đó. Cảm ơn mấy chị đồng hồ em nha. Ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện thoại chúc đơn cho mình ạ. Bye bye ạ.